Hậu Duệ Kiếm Thần, Diệp Quân. Tập 165. Trử Lăng cắt ngang lời gã, cho dù hắn là kẻ báng bổ, nhưng hắn đang ở trên địa bàn của Nam Chúng Thần Điện ta. Nam Chúng Thần Điện ta sẽ tự mình xử lý, từ khi nào tới lượt Trung Chúng Thần Điện ngươi tới khoa chân múa tay rồi. Tiêu Uyên không hề yếu thế đáp, phàm là kẻ báng bổ, bất kỳ ai trong Chúng Thần Điện ta đều có quyền giết. Trử Lăng nhìn Tiêu Uyên, ta nhắc lại lần cuối cùng, hắn đang ở trên địa bàn của Nam Chúng Thần Điện ta, chỉ có Nam Chúng Thần Điện ta mới có quyền xử lý hắn. Tiêu Uyên gắt gao nhìn Lăng Tiêu, không hề khoan nhượng, hôm nay ta phải mang hắn đi, hoặc là sống hoặc là chết. Trử Lăng gật đầu, ông ta mở lòng bàn tay ra. Bất chợt, trong chủ thần điện, một luồng ánh sáng đen bay thẳng lên trời, giây sau một chiếc ghế chủ thần bay lơ lửng trên bầu trời. Chỉ thấy ghế chủ thần run rẩy, một tấm màn sáng quét xuống dưới. Tại đây, tất cả cường giả Trung Chúng Thần Điện đều khom người lại, trên người giống như có hàng chục nghìn ngọn núi lớn đè lên, cho dù là mấy người cường giả ở cảnh giới chủ thần cũng không thể tránh khỏi. Tiêu Uyên cầm đầu chịu ảnh hưởng nặng nhất, lúc này xương cốt toàn thân đều kêu lên, gã không chỉ khom người xuống mà đầu gối của gã cũng đang từ từ cong lại. Đây là đang muốn gã quỳ xuống. Thường vụ chủ thần. Cường giả ở cấp bậc này, lại ở trong địa bàn của mình, cộng thêm ghế chủ thần của bản thân ông ta, đã không còn là vô địch cùng cảnh giới nữa rồi mà là chiến đấu vượt cấp. Lãnh vực chủ thần. Đây là quy tắc mà thần minh đặt ra. Sắc mặt của Tiêu Uyên vô cùng khó coi, gã không muốn quỳ, gã điên cuồng giải phóng sức mạnh của mình để chống đỡ, nhưng đối mặt với lãnh vực chủ thần của thường vụ chủ thần ở trước mặt, gã lại chỉ có thể tuyệt vọng. Hơn nữa nỗi tuyệt vọng này còn càng lúc càng lớn. Gã hoàn toàn không thể làm gì. Đây chính là quan lớn một cấp đè chết người. Chân gã từ từ cong lại, mà chính vào lúc gã hoàn toàn tuyệt vọng, một tiếng cười khẽ đột nhiên vang lên từ trong đất trời, Trử Lăng, ông ỷ lớn ăn hiếp nhỏ như vậy thật không đúng mực. Dứt lời, một luồng sức mạnh êm dịu đỡ Tiêu Uyên sắp quỳ xuống đất lên, sức mạnh êm dịu đó vậy mà lại chống lại được lãnh vực chủ thần của Trử Lăng. Ai nấy đều quay đầu lại nhìn, cách đó không xa, thời không giãn nứt, tiếp sau đó, một người đàn ông trung niên có thân hình cao lớn, trên lưng đeo hộp trọng kiếm màu đen, ông ta chậm rãi đi tới, giống như một ngọn núi cao đổ xuống, tất cả mọi người đều cảm thấy một cảm giác áp bách đáng sợ. Thấy người tới, Tiêu Uyên bèn chủ động quỳ xuống, tham kiến quan chủ thần. Quan chủ thần. Trung Chúng Thần Điện cũng có 7 vị chủ thần, mà người trước mặt này là quan kiếm. Xếp thứ 3 trong số 7 vị chủ thần. Quan kiếm nhìn Trử Lăng, cười nói, Trử Lăng, ta vốn tưởng đây là chuyện giữa các tiểu bối, lại không ngờ ông sẽ tự mình ra mặt, ông thế này có phần hạ thấp bản thân rồi. Trử Lăng bình tĩnh đáp, quan kiếm, từ khi nào mà Trung Chúng Thần Điện ông có thể tùy ý khoa chân múa tay với chúng thần điện khác rồi. Nụ cười ở trên mặt quan kiếm dần biến mất, Trử Lăng, ông đừng lén thay đổi khái niệm. Trung Chúng Thần Điện ta không hề muốn khoa chân múa tay với Nam Chúng Thần Điện ông. Mục đích của ta từ đầu đến cuối đều là kẻ báng bổ đó, là Nam Chúng Thần Điện ông cứ mãi cản trở, vì vậy ta cũng rất hoài nghi, tại sao Nam Chúng Thần Điện ông lại bao che cho một kẻ báng bổ đến như vậy chứ? Trử Lăng đáp, hắn ở Nam Chúng Thần Điện ta, về lý sẽ do Nam Chúng Thần Điện ta xử lý. Quan kiếm cười nói, ta biết, các ông là vì vấn đề mặt mũi. Được. Ta cho các người mặt mũi, bọn ta không mang kẻ báng bổ này đi nữa, vậy bây giờ mời Nam Chúng Thần Điện ông xử trí kẻ báng bổ này. Lấy lui làm tiến. Phía dưới, tâm trạng Nam Tiêu chìm xuống. Trử Lăng liếc nhìn quan kiếm, chư vị đường xa tới đây, không bằng tới ngoài thành nghỉ ngơi một lát trước, Nam Chúng Thần Điện ta sẽ tự cho thần pháp một câu trả lời. Quan kiếm cười nói, vậy chúng ta chỉ đành đợi rồi. Nói xong. Ông ta dẫn theo đám người quay người rời đi. Quân U liếc nhìn Diệp Quân rồi cũng dẫn theo một đám cường giả nhà họ Quân rời đi. Trử Lăng đột nhiên nói, ta không hề nói người nhà họ Quân cũng có thể rời đi. Quan kiếm dừng bước, ông ta cười nói, Trử Lăng, ông có thể vẫn chưa biết, Quân U cô nương bây giờ chính là điện chủ thần thương điện của Trung Chúng Thần Điện ta. Việc bổ nhiệm này vừa mới được truyền xuống, tuyệt đối không phải là đang nhắm vào Nam Chúng Thần Điện ông đâu ha. Trử Lăng cau mày.
Quan Kiếm vừa cười lớn vừa dẫn theo một đám cường giả rời đi. Bên ngoài thành, Quân U nhìn vào bên trong thành chúng thần, vẻ mặt lạnh nhạt, không biết đang nghĩ điều gì. Một bên, Tiểu Uyên quan sát bên trong thành nam chúng thần, trầm giọng nói, quan chủ thần, bọn họ. Quan Kiếm cười cắt ngang lời gã, ngươi lo sợ bọn chúng sẽ thả kẻ báng bổ kia đi đúng không? Tiểu Uyên gật đầu, ánh mắt u ám. Quan Kiếm bật cười, đó không phải là chuyện tốt sao? Tiểu Uyên khẽ sửng sốt, nhưng sau đó lập tức hiểu ra. Nếu như nam chúng thần điện thực sự thả Diệp Quân đi, vậy tội danh bao che cho kẻ báng bổ sẽ thành sự thật, nam chúng thần điện đối lý, khi đối mặt với trung chúng thần điện sẽ không thể ngang ngược được nữa, điều quan trọng nhất là trung chúng thần điện có thể quang minh chính đại thu phục nam chúng thần điện. Đây mới là mục đích chân chính của trung chúng thần điện. Nuốt trọn toàn bộ nam chúng thần điện. Ngoài ra, chỉ cần Diệp Quân rời khỏi thành nam chúng thần, vậy hắn sẽ mất đi sự bảo vệ của nam chúng thần điện, không phải chỉ còn có một con đường chết thôi sao? Có thể nói đây là một mũi tên trúng hai con nhạn. Tiêu Uyên dường như nhận ra điều gì đó, lại hỏi, nếu bọn họ giết Diệp Quân thì sao? Quan Kiếm nhìn thành nam thần điện, nhẹ giọng nói, nếu có một lý do quang minh chính đại thì tất nhiên là chuyện tốt, nếu như không có. Vậy thì tạo ra một cái, hoặc không có cũng không quan trọng, thực lực mới là quan trọng nhất. Tiêu Uyên gật đầu, đã hiểu. Một bên, Quân U liếc nhìn hai người, không nói gì. Chấm. Bên trong thành. Trên đường phố, Trừ Lăng và Nam Tiêu chậm rãi bước đi. Lúc này, bóng đêm mờ mịt, xung quanh yên tĩnh không một tiếng động. Nam Tiêu cung kính đi theo bên cạnh Trừ Lăng, tâm trạng nặng nề. Trừ Lăng đột nhiên mở lòng bàn tay ra, một tấm lệnh bài từ từ bay tới trước mặt Nam Tiêu. Chủ thần lệnh. Nam Tiêu kinh ngạc, thường vụ chủ thần. Trừ Lăng ôn hòa nói, mọi người đều nhất trí đồng ý để ngươi lên. Nam Tiêu yên lặng, y đã đoán ra được vài chuyện rồi. Trừ Lăng tiếp tục nói, Diệp Quân là do ngươi mang về, ngươi xử lý chuyện này, sau khi xử lý hắn xong thì ngươi lên nhậm chức, đây là nhiệm vụ cuối cùng của ngươi. Nam Tiêu cúi đầu, yên lặng không nói. Trừ Lăng quay đầu nhìn Nam Tiêu. Nam Tiêu đột nhiên nhận lấy lệnh bài, gật đầu, được. Trừ Lăng hài lòng gật đầu, đi đi. Nam Tiêu cung kính hành lễ, sau đó lui xuống. Trừ Lăng nhìn sâu về phía Nam Tiêu lui xuống, không biết là đang nghĩ gì. Chấm. Bên trong căn phòng, Nam Tiêu nhấc ly rượu lên hướng về phía Diệp Quân, Diệp huynh, ta kính ngươi một chén. Diệp Quân liếc nhìn Nam Tiêu, cũng nâng ly rượu lên, hai người một hơi uống cạn. Nam Tiêu đặt ly rượu xuống, Diệp huynh, xin lỗi, là ta dẫn ngươi tới đây, nhưng lại không ngờ sự việc sẽ trở lên như vậy. Diệp Quân mỉm cười nói, không liên quan gì đến ngươi, có nhân ắt có quả, đây là việc của riêng ta. Nam Tiêu trầm mặc, không nói gì. Diệp Quân hỏi, bên trên sai ngươi tới giết ta sao? Nam Tiêu vẫn không tiếp lời. Diệp Quân đứng dậy, hắn đi tới bên cạnh Nam Tiêu, khẽ vỗ lên vai y. Huynh đệ, ngươi đừng khó xử, ta sẽ tự mình đi tìm bọn họ. Vừa nói, hắn vừa đi ra phía ngoài cửa. Mà lúc này, Nam Tiêu đột nhiên giữ hắn lại. Diệp Quân dừng bước. Nam Tiêu đứng dậy, lấy từ trong lòng ra một quyển trục đặt vào tay Diệp Quân, quyển trục lập tức nổ ra một luồng ánh sáng rực rỡ, bao trùm lấy Diệp Quân. Trận pháp dịch chuyển. Hơn nữa còn là một trận pháp dịch chuyển đạo khí cực phẩm. Diệp Quân cau mày, Nam Tiêu nhìn hắn thật sâu, Diệp huynh, đừng phản kháng, ta biết ngươi lo lắng cho ta, ngươi yên tâm, ta sẽ không có chuyện gì đâu, sau khi ngươi ra ngoài. Nhớ phải thật bảo trọng. Dứt lời, Diệp Quân đã hoàn toàn biến mất. Bên ngoài thành, Quan Kiếm đột nhiên ngẩng đầu, một lát sau, ông ta cười lên, tốt, tốt, ha ha. Dứt lời, ông ta đã biến mất không thấy đâu. Quân U ngẩng đầu lên nhìn thời không sâu thẳm, sau đó xoay người rời đi. Chấm. Bên trong thành, cửa phòng mở ra, mục chủ thần bước vào trong phòng, ông ta nhìn Nam Tiêu ngồi trước bàn rượu uống rượu một mình, trong mắt hiện lên một tia phức tạp, sau đó nói, Nam Tiêu bao che kẻ báng bổ, phản bội thần minh, từ giờ phút này trở đi, tước đoạt thần chủng, phế bỏ tu vi, dáng làm dân thường,
vĩnh viễn không được thu nhận. Dứt lời, ông ta mở lòng bàn tay ra, một ngọn lửa trực tiếp đi vào giữa trán Nam Tiêu. Tịnh hỏa. Khoảnh khắc tịnh hỏa đi vào trong trán Nam Tiêu, thần trùng trong cơ thể y lập tức run rẩy kịch liệt, sau đó biến mất từng chút một, đồng thời, từng tia sáng màu vàng nhạt từ trong cơ thể y tràn ra ngoài rồi tan biến. Nam Tiêu nắm chặt hai tay lại, mặt mũi vặn vẹo, chịu đựng nỗi thống khổ khó dùng lời để diễn tả được này, nhưng y lại không hề kêu lên một tiếng. Chẳng mấy chốc, Nam Tiêu giống như một đống bùn nhão ngã xuống đất, hơi thở thoi thóp. Giờ phút này, thần trùng trong cơ thể y đã hoàn toàn bị tịnh hỏa thiêu hủy, tu vi cũng bị loại bỏ sạch sẽ, hoàn toàn trở thành một kẻ tàn phế. Một lát sau, Nam Tiêu bị ném ra khỏi phủ đệ Ti Mệnh. Mưa to chút xuống. Ở cửa, Lão Kỷ và một đám người Tư Pháp Điện Nam Chúng Thần Điện nhìn Nam Tiêu ở trên mặt đất, vẻ mặt phức tạp. Giờ phút này, Lão Kỷ đã thay thế Nam Tiêu trở thành Ti Mệnh quân mới, cai quản phủ Ti Mệnh. Lão Kỷ cùng một đám chủ sự của phủ Ti Mệnh chỉ lặng lẽ quan sát Nam Tiêu ở trong mưa lớn phía xa xa, không có một ai chịu vươn tay ra giúp đỡ. Bọn họ đều rõ ràng, Nam Tiêu xong đời rồi. Lúc này ra tay giúp đỡ, mặc dù có thể có được cái danh nhân nghĩa, nhưng lại có thể mang đến cho mình tai họa ngút trời. Không đáng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Không chỉ như vậy, việc hiện giờ bọn họ cần làm là nhanh chóng nghĩ cách phủi sạch quan hệ với Nam Tiêu, để tránh bị liên lụy. Đây chính là việc liên quan đến tiền đồ của bọn họ. Chấm. Mưa ngày càng lớn, Nam Tiêu suy yếu chỉ có thể bò trên đất, bò không hề có mục đích. Giây trước vẫn còn ở trên thiên đường, nhưng lúc này lại đã ở dưới địa ngục. Ở một góc cách đó không xa, một cô gái đang che dù, dưới dù của cô ta còn có một cô bé khác. Cô bé nhìn thấy Nam Tiêu trên đất, kinh ngạc nói, Tang Mi tỷ tỷ, đó là Nam Tiêu đại nhân. Tang Mi nhìn Nam Tiêu đang khó khăn bò trên mặt đất, trầm mặc. Cô bé quay đầu nhìn Tang Mi, có phần khẩn trương nói, Tang Mi tỷ tỷ, Nam Tiêu đại nhân là người tốt, vì sao ngài ấy lại trở lên như vậy? Tang Mi khẽ xoa đầu cô bé, thế giới này bị bệnh rồi. Chủ thần thường trực Trử Lăng đi vào một gian đại điện tĩnh lặng. Cung kính hành lễ với cái ghế trống duy nhất trong đó. Một ông lão mặc thần bào, tay cầm tiểu tháp bước ra từ thiền điện. Điện chủ Nam Chủ Thần Điện, Chiêm Tông. Trử Lăng lại hành lễ càng cung kính hơn, thấp giọng nói, đúng như điện chủ nghĩ, y lựa chọn dẫn Diệp Quân bỏ chạy. Chiêm Tông đặt tiểu tháp lên bàn, nhấc bút lên bắt đầu vẽ. Trử Lăng vẫn im lặng khom lưng. Chiêm Tông lên tiếng, nói ta nghe suy nghĩ của ngươi. Trử Lăng, điện chủ làm gì cũng đúng. Chiêm Tông cười, ngươi như vậy là không tốt đâu. Trử Lăng suy nghĩ một hồi, Trung Chủ Thần Điện lần này làm to chuyện, mặt ngoài là nhằm vào Diệp Quân, thật ra là nhắm đến Nam Chủ Thần Điện. Họ muốn nuốt chọn chúng ta. Chiêm Tông gật đầu, tiếp đi. Trử Lăng, điện chủ, thuộc hạ có điều không hiểu. Họ chỉ thiếu một cái cớ, vì sao chúng ta lại phải cho. Chiêm Tông, ngươi sai rồi. Trử Lăng nhíu mày. Cây bút trong tay Chiêm Tông di chuyển nhanh hơn, cho dù có cái cớ này hay không, họ cũng sẽ nhằm vào chúng ta. Trử Lăng vẫn tỏ vẻ hoài nghi. Chiêm Tông, nếu là trước kia khi ta chưa bị thương, họ còn sẽ có điều cố kỵ, không dám trắng trợn như vậy. Nhưng kể từ đó về sau, họ đã không còn e dè gì nữa, cho dù lần này không có Diệp Quân thì cũng sẽ tìm cách khác để tấn công Nam Chủ Thần Điện chúng ta. Trử Lăng hạ giọng, nhưng chúng ta thả Diệp Quân chạy chính là cho họ một lý do hợp lý. Chiêm Tông lại hỏi, ngươi thấy vụ khu dân nghèo thế nào? Trử Lăng chớp mắt sửng sốt. Chiêm Tông cười, ngươi thật sự cho rằng Nam Tiêu làm ra được kế hoạch thay đổi nơi đó à? Trử Lăng nhíu mày, ý điện chủ là y có cao nhân chỉ điểm. Chiêm Tông gật đầu, Nam Tiêu có dũng có mưu nhưng mưu có hạn, tuyệt đối không thể nghĩ ra kế sách tuyệt diệu này. Quan trọng hơn là y cũng không có tòa tháp đó. Ánh mắt ông ta liếc sang tiểu tháp. Trử Lăng nheo mắt lại, là Diệp Quân. Chiêm Tông dừng bút, ngươi đến đây nhìn xem. Trử Lăng bước tới, thấy trên giấy là hình vẽ giống như một con sông dập dềnh gợn sóng. Chiêm Tông, thời gian trong tòa tháp đó.
là một loại thời gian hoàn toàn mới. Thấy Trử Lăng nhìn mình, ông ta tiếp tục, phải quan sát một vấn đề từ nhiều góc độ. Kiếm tu kia vì sao muốn thay đổi khu dân nghèo? Hắn làm vậy để được gì? Vì mục đích gì mà đến cả thần vật bực này cũng cam nguyện dâng ra? Trử Lăng bắt đầu không hiểu. Chiêm Tông lại nói, có hai giả thiết. Một, tên kiếm tu đó thật sự được thần bày mưu đặt kế cho. Đồng tử Trử Lăng rụt lại, việc này. Chiêm Tông biết đối phương đang nghĩ gì, cười nói, người đang nghĩ không thể nào. Trử Lăng, nhưng nó. Chiêm Tông, giả thiết thứ hai, hắn không có liên quan gì đến thần, vậy thì câu hỏi là hắn lấy tòa tháp này từ đâu ra? Một người có thể sáng tạo thời gian thì lại là như thế nào? Sắc mặt Trử Lăng đanh lại. Chiêm Tông cầm tiểu tháp lên ngắm nghía, nếu là giả thiết đầu tiên, thì nam chủ thần điện sẽ thế nào nếu hắn chết dưới tay chúng ta? Trử Lăng hạ giọng, xử tử toàn điện. Chiêm Tông, nếu là loại thứ hai thì chúng ta lại sẽ thế nào? Trử Lăng, bị gán phải một thứ nhân quả nặng nề mà không ai biết đến, có thể gặp họa. Chiêm Tông gật đầu. Trử Lăng lại hỏi, nhưng điện chủ, nếu đã vậy thì tại sao chúng ta không liều chết bảo vệ hắn? Chiêm Tông, còn một giải thiết thứ ba. Hắn được một thế lực nào đó chống lưng, và hắn là tiết độc giả với mục đích lật đổ chủ thần điện. Trử Lăng ngẩn người. Chiêm Tông, nếu quả thật là vậy thì toàn thể nam chủ thần điện đã thật sự phản bội thần, sắp phải lên giàn thiêu rồi. Trử Lăng im thin thít. Chiêm Tông lại nói, việc như bây giờ mới là tốt. Đưa hắn đi rồi, nhân quả như thế nào cũng sẽ do chung chủ thần điện gánh vác. Ngươi đã hiểu vì sao ta cho phép Nam Tiêu làm vậy mà còn không giết y chưa? Trử Lăng gật đầu, thuộc hạ đã hiểu. Chiêm Tông, nếu Diệp Quân kia thật sự có thần chỉ bảo thì giữ Nam Tiêu lại chính là đang kết thiện duyên với y sẽ thành con bài tẩy. Nhưng nếu hắn là tiết độc giả lại có chống lưng, thì chúng ta có thể lập tức xử lý Nam Tiêu, phủi sạch quan hệ. Ông ta đặt bút xuống, tiến có thể công, lui có thể thủ. Trử Lăng hành lễ, thuộc hạ rõ rồi. Chiêm Tông lại nói, chuyện khu dân nghèo kia có thể làm, nhưng cũng xem tình hình mà thay đổi một chút. Trử Lăng nghe ông ta giao phó, đừng để đám thương nhân kia được lợi. Nam chủ thần điện sẽ bỏ tiền ra mua sản vật nơi đó rồi bán giá cao lại cho chúng. Trử Lăng chần chừ, thương nhân đã đẩy giá lên cao, bây giờ muốn mua giá thấp thì e là dân nghèo sẽ không chịu. Nếu không chịu, Chiêm Tông bất ngờ vung bút thật mạnh, viết ra hai chữ, điêu dân. Trử Lăng bèn hiểu ý. Nam Tiêu vừa tỉnh lại thì ngồi bật dậy, mờ mịt nhìn xung quanh. Mình còn sống sao? Y đang ở trong một gian nhà đá, bên ngoài trời mưa tầm tã. Cách đó không xa là một thiếu nữ đang nằm gục trên bàn chế thuốc. Y thì thầm, tiểu nhiễm cô nương. Đây chính là người Diệp Quân nhờ y trông nom. Tiểu nhiễm nghe thấy âm thanh thì giật mình, vội vàng chạy tới, Nam Tiêu đại nhân tỉnh rồi. Y hỏi, tại sao ta lại ở đây? Tiểu nhiễm vừa mở miệng thì có một cô gái đi vào. Nam Tiêu kinh ngạc, Tang cô nương. Tang Mi đưa gói thuốc trong tay cho tiểu nhiễm, nấu hết đi. Vâng. Cô bé cầm nó đi sang một bên. Nam Tiêu hỏi, Tang cô nương đã cứu ta sao? Tang Mi, người đã tự cứu chính mình. Nam Tiêu không hiểu. Tang Mi cười hỏi, người còn tin vào thần chứ? Nam Tiêu nói sau một hồi im lặng, thần chủng trong người ta đã bị loại bỏ, không còn tư cách đó. Tang Mi, đó cũng không hẳn là chuyện xấu. Nam Tiêu nhíu mày. Tang Mi đi đến bên cửa sổ, nhìn ra màn mưa như đang muốn cuốn trôi đất trời. Nam Tiêu hạ giọng, ta biết cô nương không phải phàm nhân. Diệp huynh hiện đang bị chung chủ thần điện nhắm đến, vô cùng nguy hiểm, cô. Tang Mi ngắt lời, đạo cứu rỗi ở ngay trong mỗi người. Nam Tiêu càng không hiểu. Tang Mi chỉ nói, mưa lớn hơn nữa đi, để gột rửa cả thế giới này. Chấm. Trong tinh không, một vùng thời không khẽ cử động. Diệp Quân bước ra từ đó. Hắn đang định rời đi thì bị vô số thần thức từ tinh vực xa xôi khóa lại. Một tia kiếm quang bay vút tới từ nơi xa, hắn vừa nhìn thấy thì nó đã ập đến. Diệp Quân bước tới, vung kiếm chém ra. Ý kiếm. Duỳnh.
Kiếm quang bùng nổ như núi lửa khiến Diệp Quân lùi lại liên tục. Nó đập vỡ tinh vực khiến bồn bề trở thành đen nhánh. Diệp Quân nhìn về nơi xa, thấy một thanh niên lưng đeo hộp kiếm đi tới. Là Quan Kiếm. Gã cười nói, ngươi cũng là kiếm tu. Diệp Quân ngưng tụ ý kiếm trong tay. Quan Kiếm lại nói, lập ý tử vô địch, đúng là thú vị. Nhưng nó lớn tới vậy, ngươi dùng nổi sao? Không mượn ngươi quan tâm. Diệp Quân biến mất. Xoẹt. Kiếm quang như sấm sẹt qua, dù cách vạn trưởng cũng đã tới nơi. Quan Kiếm bật cười, vung tay lên. Một thanh kiếm phóng ra từ cái hộp trên lưng y rồi chém xuống vào kiếm của Diệp Quân. Có tiếng thứ gì đó bị vỡ vang lên, nghe chói tai vô cùng. Ầm. Lực xung kích từ cú va chạm lan ra bốn phía, tinh hà như một tấm kính vỡ gặp phải chấn động, lập tức nát bấy. Các cường giả chủ thần điện không dám đến gần mà tụ tập lại cách đó trăm nghìn trượng. Trong số đó có Quân U. Bọn họ thấy Diệp Quân đánh ngang tay với Quan Kiếm thì ngạc nhiên vô cùng. Gã vừa là chiêm tông đứng thứ ba vừa là kiếm tu, chiến lực mạnh mẽ nhường nào. Vậy mà người kia có thể không phân cao thấp. Yêu nghiệt từ đâu ra đây? Quân U lại bình thản vô cùng. Ha ha! Quan Kiếm bật cười, hai mắt ngập tràn chiến ý, hiếm lắm mới thấy kiếm tu mạnh như ngươi. Đến đây ăn một kiếm của ta thử. Gã khép ngón tay lại. U. Tiếng kiếm minh vang lên, một thanh kiếm khác bay ra từ hộp, nhằm vào Diệp Quân. Theo sau nó là kiếm khí dài vạn trượng, khí thế như núi lở. Diệp Quân nhắm mắt, vươn tay ngưng tụ ý kiếm, không chỉ có vô địch mà còn có trật tự. Sức mạnh tín ngưỡng. Vô địch ý. Kết hợp hai loại kiếm đạo. Kiếm thế quanh người hắn bùng nổ, quét sạch tinh hà. Ai nấy đều kinh hãi khi nhìn thấy hai loại kiếm ý xuất hiện. Có nghĩa là tên kiếm tu này tu hai loại kiếm đạo, mà cái thứ hai còn mạnh hơn cái thứ nhất. Đúng là siêu thiên tài. Ánh mắt Quân U hình Diệp Quân không có lấy một chút dao động. Kiếm của Quan Kiếm vừa lao tới, Diệp Quân vung ý kiếm về trước, khiến hai loại kiếm ý phóng ra. U. Tiếng kiếm minh lảnh lót thiên hà. Duỳnh. Hai bên như hai ngọn núi lửa đồng thời phun trào, kiếm khí phun ra từng đợt như sóng. Các cường giả dưới chủ thần đều bị sóng xung kích đẩy lui. Kiếm khí liên tục phun ra từng đợt không dứt, nơi hai người kia va chạm đã thành biển kiếm khí, mà họ vẫn không ngừng chiến đấu, lại đẩy ra hàng loạt tia kiếm khí. Các cường giả dưới chủ thần vội vã lùi lại, không dám đứng mũi chịu sào. Quân U vẫn đứng lại bên các chủ thần. Hai mắt dán vào biển kiếm khí. Một cường giả chủ thần đứng cạnh cô ta thở dài, kiếm đạo của người này thật đáng sợ, cả hai loại đều đã đại thần, không hề kém cảnh giới chủ thần. Tinh vực chủ thần từ khi nào xuất hiện thiên tài thế này? Tiêu Uyên thấp giọng đáp, hắn đến từ vũ trụ khác. Cường giả kia quay lại hỏi, từ nơi khác ư? Tiêu Uyên gật đầu. Người kia nói, không ngờ có nơi nào khác sinh ra được yêu nghiệt bực này. Hai mắt Tiêu Uyên bừng bừng sát khí, tuyệt đối không thể để hắn sống. Cường giả kia gật đầu, hắn mà sống thì sẽ thành đại họa cho chủ thần điện. Tất cả tập trung vào, một khi hắn có dấu hiệu bỏ chạy thì lập tức ra tay, không được cho hắn cơ hội. Ai nấy rơi vào im lặng. Những lời này còn có ý nghĩa là một khi Quan Kiếm có dấu hiệu thua trận thì tất cả phải tiến lên. Vấn đề là kiếm tu kia thắng được Quan Kiếm sao? Vẻ mặt ai nấy đều trở nên nghiêm trọng. Bên trong biển kiếm khí, không ngừng có hai luồng kiếm quang đan chéo vào nhau, mỗi lần va chạm đều tạo ra sóng xung kích mạnh mẽ. Trận chiến đã hấp dẫn sự chú ý của các cường giả trong tinh vực, nhưng khi những người này vừa thấy người của chủ thần điện thì lập tức rời đi. Duỳnh! Một tiếng nổ đinh tai vang lên khi đám mây kiếm khí dâng cao mấy trăm nghìn trượng. Hai bóng người liên tục thối lui, xé nát biển kiếm khí. Diệp Quân dừng lại, ngừng tụ ra ý kiếm từ hai loại kiếm ý vô địch và trật tự, quanh người là kiếm ý dâng trào như sóng thần. Quan Kiếm cũng lơ lửng trên không, áo choàng phấp phới, kiếm thế ùa ra quanh người. Không như Diệp Quân, kiếm đạo của gã vô cùng kinh khủng, mang đến cảm giác bị áp bách. Gã lộ vẻ hưng phấn tột cùng, không ngờ kiếm đạo trật tự có thể phát triển thành như vậy, đúng là bất ngờ.
nhưng năng lực của ngươi thì không thể làm điều đó, hẳn là còn có đồng bọn. Gã càng trở nên phấn khích. Nếu có thể hốt trọn ổ đám này thì đúng là lập công lớn rồi. Quan kiếm bèn bước tới, ta không chơi với ngươi nữa. Kiếm tu, mở to con mắt ra xem cái gì gọi là kiếm đạo tối cao này. Gã khép hai ngón tay lại, khởi. U u. Tiếng kiếm minh vang lên khi ba thanh kiếm trong chiếc hộp sau lưng gã phóng lên cao. Ba màu sắc tím, vàng, đen của chúng đại diện cho ba loại kiếm đạo khác nhau, đồng loạt lao tới với kiếm khí kéo dài vạn trượng. Giữa đường, ba thanh kiếm hợp lại làm một. Uỳnh. Kiếm thế kinh khủng quét sạch bốn phía. Mấy cường giả chủ thần ở xa cũng bị nó đẩy lùi. Bọn họ hốt hoảng nhìn nhau, sau đó như biết chuyện này sắp sửa kết thúc mà đồng thời nhìn sang bên kia. Diệp Quân tuyệt đối không ngăn được chiêu này. Chỉ thấy hắn nhắm mắt lại, khi ba thanh kiếm kia chỉ còn cách vài chục trượng thì bất ngờ thả chậm tốc độ. Đến khi những người khác hoàn hồn thì chúng đã dừng lại tại chỗ. Quan kiếm thốt lên, ngươi, sao có thể áp chế thời gian? Một thanh kiếm đã lao tới. Thanh huyền. Mang theo hai loại kiếm ý. Quan kiếm luống cuống, nhưng không biết nhận ra điều gì mà hai mắt trợn to. Xoẹt. Mũi kiếm đâm vào giữa trán. Cố định gã tại chỗ. Thì ra khi gã vừa nhìn thấy thanh kiếm thì nó cũng đã đâm tới. Không thời gian nơi gã đang đứng khác với Diệp Quân. Nó đã bị áp chế rồi. Các cường giả kia thấy quan kiếm bị đánh bại thì ngây ra như phỗng. Gã bỏ mạng rồi ư. Chỉ thấy kiếm thanh huyên chấn động, hấp thu linh hồn quan kiếm. Diệp Quân thu ba thanh kiếm, hộp kiếm và nhẫn của gã vào. Các cường giả kia hoàn hồn, một người la lên, giết. Tất cả đồng loạt ra tay. Nhưng Diệp Quân đã ngự kiếm biến mất tiêu. Tiêu Uyên vừa giận vừa sợ, hắn vừa dùng áp chế thời gian, chắc chắn tiêu hao rất nhiều sức lực. Giờ hắn đang rất yếu rồi. Các chủ thần nghe vậy thì đuổi theo. Phải biết quan kiếm không phải là cường giả chủ thần bình thường. Gã có quan ấn trong tay, nhưng chưa kịp sử dụng đã bị chém. Không những hoảng sợ, họ còn nhận ra được chuyện này nghiêm trọng cỡ nào. Nếu để tên yêu nghiệt Diệp Quân chạy thoát thì sẽ khó khăn vô cùng, không khác gì thả hổ về rừng. Trái với những người kia, Quân U không đuổi theo mà rời đi để gặp một người. Bàn cờ đã chuẩn bị xong, đến lúc đặt quân rồi. Chấm. Khu dân nghèo. Tuy Diệp Quân bị truy sát, Nam Tiêu bị cách chức nhưng chính sách nơi này vẫn được thi hành vì nó có lợi cho chủ thần điện. Thương thế Nam Tiêu đã khá hơn nhiều nhưng tu vi mất hết, trở thành một người phàm. Y ngày ngày giúp Tiểu Nhiễm vài chuyện lặt vặt, vì trước kia khi còn quyền lực vẫn luôn bảo vệ quyền lợi cho dân nghèo mà cho dù hiện nay đã bị cách chức nhưng đãi ngộ vẫn rất tốt. Vẫn được đối đãi đầy tôn trọng, ai gặp cũng sẽ gọi là đại nhân. Nhưng lúng túng cũng là không thể tránh khỏi. Nam Tiêu đang giúp Tiểu Nhiễm gánh thức ăn về gian nhà đá thì nghe một âm thanh vang lên từ phía sau. Nam Tiêu đại nhân. Khi quay lại, thấy đó là một thị vệ chủ thần điện, đúng hơn là thị vệ cấp dưới của Tư Mệnh Phủ, là thuộc hạ của thuộc hạ của thuộc hạ của y. Thị vệ kia thấy gương mặt y thì cả kinh, đúng là ngươi rồi. Sao lại ở nơi này? Người này nhìn đôi gánh trên vai Nam Tiêu với vẻ kỳ lạ. Y không đáp lời mà dẫn Tiểu Nhiễm đi. Chuyện Nam Tiêu trú tại khu dân nghèo nhanh chóng được lan truyền, mỗi ngày đều có vô số người từ chủ thần điện đến gõ cửa. Không ai chế nhạo nhưng sự thương hại vẫn tồn tại trong ánh mắt và giọng nói họ. Người từng cao cao tại thượng biết bao nhiêu, bây giờ lại thành phế nhân thế này, đúng là khiến lòng người cảm khái. Một hôm nọ, khách đến là một người đàn ông. Khuất Tấn. Chủ thần thứ bảy đương nhiệm. Tiểu Nhiễm thấy ông ta đến thì lúng túng không biết làm sao, bèn gọi người đang loay hoay nấu thuốc, Nam Tiêu đại nhân. Y mỉm cười, cháu đang định đi mua đồ đúng không? Mau đi đi. Tiểu Nhiễm chần chừ một hồi rồi gật đầu, vâng. Rồi vội vàng chạy đi. Nam Tiêu không ngừng quạt nồi thuốc, nghe nói người đã thành chủ thần, chúc mừng. Khuất Tấn ngồi xuống trên băng ghế đá, ta vừa nhận được tin, huynh đệ Diệp Quân của ngươi đã chạy trốn. Nam Tiêu ngẩn ra rồi cười lên, lợi hại. Khuất Tấn, có đáng không? Im lặng một hồi,
Nam Tiêu đáp, đáng hay không đáng cũng vậy, quan trọng là không thẹn với lòng. Khuất Tấn cũng trầm ngâm hồi lâu mới đáp, để ta sắp xếp một chỗ cho ngươi. Nam Tiêu lắc đầu, không cần. Khuất Tấn cũng không dây dưa thêm mà chỉ gật đầu rồi đi mất. Bảo trọng. Chiếc quạt trong tay dừng lại, Nam Tiêu ngẩn ngơ nhìn nồi thuốc. Không phải y không muốn làm lại từ đầu, nhưng thần chủng đã bị nhổ, tu vi cũng mất sạch, căn cơ đều không còn. Không thể làm lại được nữa. Y đã hoàn toàn xong rồi. Cả đời này cũng không thể trở lại như xưa. Nam Tiêu ngồi xuống trên giường, thất thần nhìn ra cửa sổ. Ánh mắt của những người đến thăm viếng, có chế nhạo, có đồng cảm, càng có nhiều thương hại. Mà y sợ nhất chính là phải gặp lại những người huynh đệ cũ kia. Khoảnh khắc suy sụp nhất của một người chính là khi trung niên thất thế. Nam Tiêu cũng biết sở dĩ y còn sống không phải vì chủ thần điện nhân từ, mà vì y đã trở thành một quân cờ. Ngẫm lại mình khi xưa hăng hái bao nhiêu, nhìn lại mình bây giờ. Y bật ra một tiếng cười thê lương, chậm rãi nằm xuống, khí tức dần suy yếu cho đến khi biến mất. Đã không còn hy vọng sống, chỉ bằng chết đi còn giữ được thể diện. Không biết qua bao lâu, Nam Tiêu từ từ mở mắt ra. Ý nghĩ đầu tiên của y là, mình chưa chết. Y đột nhiên ngồi dậy, mà lúc này, y vẫn đang trên giường. Chuyện gì vậy? Mặt Nam Tiêu mờ mịt. Cách đó không xa, Tiểu Nhiễm còn đang xác thuốc cho y. Cô ta nhẹ nhàng quạt lửa, thỉnh thoảng thổi một phát sẽ có hơi nóng bốc ra từ trong ấm sắc thuốc. Lúc này, Tang Mi đi vào trong nhà đá, cô ta nhìn Nam Tiêu, dậy đi đi. Nam Tiêu im lặng. Tang Mi lại nói, đi chuyến này, nếu ngươi vẫn muốn chết, tùy ngươi. Nói xong, cô ta nhìn Tiểu Nhiễm, khẽ cười nói, Tiểu Nhiễm, muội cũng tới đi. Tiểu Nhiễm vội bỏ quạt xuống, được được. Tang Mi dẫn Tiểu Nhiễm đi ra ngoài, Nam Tiêu im lặng một lát, cũng đứng dậy đi ra theo. Tang Mi dẫn hai người đi trên đường, mặc dù bây giờ ở đây đã tấc đất tấc vàng, nhưng, môi trường ở đây chưa thay đổi, còn bẩn thỉu mất trật tự, những người chưa bán đất, vẫn sống nghèo khổ như cũ. Tiểu Nhiễm kéo Tang Mi, theo sát. Sau bọn họ, Tiêu Nam cũng thong thả đi theo, y im lặng, tâm như cho tàn. Tang Mi bỗng quay đầu nhìn một ngôi nhà đá cách đó không xa, trước nhà đá, có một người đàn ông đang ngồi, người đàn ông khoảng 30 tuổi, mặc một bộ đồ rách dưới, đang bưng một cái bát mẹ ăn như hổ đói. Tang Mi nhìn người đàn ông đó, nói, biết hắn tên gì không? Tiểu Nhiễm vội nói, hắn tên Tam Cẩu, ta nghe cha nói, lúc hắn 6 tuổi, cha mẹ chết hết, nhặt đồ khắp nơi để ăn. Sau khi trưởng thành, cưới một tỷ tỷ đầu óc có vấn đề. Nhưng về sau, vị tỷ tỷ đó khó sinh, chết chung với đứa bé rồi. Nói rồi, vẻ mặt cô ta trở nên âm u. Tang Mi nhìn Nam Tiêu, người khổ, người có khổ như hắn không? Nam Tiêu im lặng. Tang Mi khẽ sờ đầu Tiểu Nhiễm, mẹ Tiểu Nhiễm mất sớm, người biết mẹ muội ấy chết thế nào không? Là bị đói chết đấy. Trong lòng Tiểu Nhiễm đau xót, nước mắt lập tức rơi xuống. Tang Mi nhìn xung quanh. Ngươi cảm thấy khổ, nhưng những người ở đây, mỗi người đều khổ hơn ngươi. Nam Tiêu vẫn im lặng. Ánh mắt Tang Mi dần trở nên lạnh lùng, ai nói vòng tuần hoàn định mệnh không dày. Lẽ trời là thứ không công bằng trên thế giới này nhất, dựa vào đâu có người sinh ra đã vào nhà vương hầu tướng quân, còn có người lại là bá tánh bình dân. Dựa vào đâu có người sinh ra, đã có thể chất đặc biệt trời sinh, tu một ngày ngàn dặm, còn có người thì không có căn cốt trời cho. Cả đời không thể tu hành. Nói rồi, cô ta liếc Nam Tiêu, người có thể trả lời ta không? Tiêu Nam giữ im lặng. Tang Mi thu mắt, người biết lai lịch của ba chữ, thần minh, không? Nam Tiêu nhìn Tang Mi nói, thần minh không phải tự phong, mà là được chúng sinh kính trọng, người cầm quyền, nếu thật tâm thật lòng vì bá tánh, họ sẽ tự tôn ngươi là thần minh, xong, cái được gọi là chúng thần trong chúng thần điện ngày nay. Có mấy người sẽ coi trọng chúng minh. Họ ở trong điện thờ, danh là phục vụ chúng sinh, nhưng thật ra lại là chủ nhân chúng sinh. Nói rồi, cô ta nhìn Nam Tiêu, chữ sắc như tên, vì sao có khu ổ chuột. Nỗi khổ của chúng sinh, một nửa là do trời, một nửa là do người, Nam Tiêu người thân là thần cấp cao trong chúng thần điện, có biết chúng sinh khổ không?
đã làm gì chưa? Chưa, không chỉ ngươi, toàn bộ chúng thần điện, nhìn trước mắt, không phải là vì tương lai của mình, hiểu sai sách thần, giỏi đoán ý trên, vì để mình đạt được nhiều sức mạnh hơn, Azure nịnh hót bên trên, ức hiếp kẻ dưới, quyền càng lớn, bắt nạt càng quá. Sắc mặt Nam Tiêu hơi trắng. Tiểu Nhiễm chưa từng Tang Mi nghiêm khắc như vậy, lập tức hơi sợ hãi, nắm chặt ống tay áo của Tang Mi. Tang Mi đảo mắt nhìn xung quanh, nhẹ giọng nói, toàn bộ chúng thần điện, còn không bằng một tên báng bổ. Một kẻ tiết độc ngoại lai trong mắt chúng thần điện, nhưng bằng lòng đứng ra vì những người không hề liên quan, hy sinh tiểu tháp chí bảo của mình, không danh, không lợi. Còn bây giờ, lại sắp bị cái gọi là thần của chúng thần điện đuổi giết. Loại chúng thần điện này, giữ lại có ích gì? Trong lòng Nam Tiêu phát run, khó tin nhìn Tang Mi, lời này. Thật sự hơi đại nghịch bất đạo. Tang Mi nhìn nhị cẩu ngồi ở cửa cách đó không xa, nhẹ giọng nói, Nam Tiêu, ngươi nhìn những người ở nơi này xem, bọn họ vì một kẻ bị chúng thần điện cho là kẻ tiết độc, mà không khí lắm mới có một hy vọng, nhưng bây giờ, chúng thần điện lại đột nhiên thay đổi chính sách, bọn họ bắt đầu phá giá mua tài sản của những bá tánh này. Chúng sinh sống thế nào? Nói rồi, cô ta khẽ lắc đầu, tức giận mà khuất phục thôi. Hai tay Nam Tiêu run rẩy. Tang Mi lại nói, người sống, nên có niềm tin của mình, Nam Tiêu, nếu ngươi là người thường, ngươi không cần đặt chúng sinh trong lòng, vì đó không phải trách nhiệm của ngươi, nhưng vấn đề là ngươi không phải, đã ăn lộc của chúng sinh, thì nên ra sức vì chúng sinh. Thần trùng thật sự, cái gọi là tịnh hỏa thì không trừ khử được, Nam Tiêu ngươi nếu tranh giành vì chúng sinh, tịnh hỏa sẽ vì thần trùng của ngươi mà càng đốt càng sáng. Nói rồi, cô ta kéo Tiểu Nhiễm đi về nơi xa. Nếu ngươi chưa từng biết nỗi khổ của chúng sinh, vậy, bây giờ là cơ hội tốt nhất của ngươi. Ngươi mới khổ có vài ngày, đã không chịu nổi muốn chết, ngươi cũng không nghĩ xem, có người, bọn họ khổ cả đời đấy. Nam Tiêu đứng nhìn xung quanh, trong lồng ngực như bị nhét một đống bông gòn khó chịu. Nơi xa, Tiểu Nhiễm bỗng ngẩng đầu nhìn Tang Mi tỉ tỉ, là vì sự giúp đỡ của ca ca lúc trước, nên chỗ này của chúng ta mới thay đổi à? Tang Mi gật đầu, ừm. Tiểu Nhiễm chớp mắt, ta có thể đọc sạch, cũng vì có quan hệ của hắn sao? Tang Mi khẽ cười nói, phải đó. Tiểu Nhiễm lập tức hơi lo âu, vậy bây giờ hắn rất nguy hiểm. Phải không? Tang Mi lắc đầu, chúng thần điện rất nguy hiểm. Tiểu Nhiễm hơi nghi hoặc. Tang Mi khẽ sờ đầu cô ta, khẽ cười nói, không cần lo, bây giờ việc muội phải làm là đọc sách cho tốt, tu luyện cho tốt. Muội bắt đầu từ gian khổ, tỷ tỷ hy vọng một ngày nào đó trong tương lai lúc muội có năng lực, không cần quên khó khổ bây giờ, làm thêm chút chuyện vì những người ở tầng thấp nhất. Tiểu Nhiễm nghiêm túc nói, ta nhất định sẽ. Tang Mi cười cười, tốt. Bên khác, cuối tinh không, Diệp Quân ngự kiếm để đi, vì có kiếm Thanh Huyên, do đó, tốc độ của hắn rất nhanh, không bao lâu đã cắt đuôi được đám cường giả phía sau. Sở dĩ hắn không chọn đấu nữa, là vì sau khi thi triển một kiếm kia, tiêu hao quá lớn. Trong lòng Diệp Quân nói, Tông Tín tiền bối, có thể giấu khí tức hộ ta không? Mặc dù hắn đã kéo giãn khoảng cách với đám cường giả phía sau, nhưng khí tức của hắn lại chưa được ẩn giấu, do đó, đối phương luôn theo sát phía sau. Tông Tín nói, ta thử xem. Nói rồi, một luồng khí tức thần bí xuất hiện trên người Diệp Quân, rất nhanh. Khí tức của Diệp Quân đã được che giấu. Thấy thế, trong lòng Diệp Quân thả lỏng, cảm ơn. Tông Tín nói, ngươi đừng vui mừng quá sớm, chúng thần điện này còn lợi hại hơn ngươi nghĩ nhiều. Diệp Quân cười khổ, ta thật sự không đẹp trai quá 3 ngày được. Nói rồi, hắn chuyển đề tài, tiền bối biết chúng thần điện này. Tông Tín lại không nói gì. Diệp Quân đang muốn hỏi lại, Tông Tín đã nói. Bây giờ ngươi có dự định gì? Thấy Tông Tín không muốn nói chuyện chúng thần điện, Diệp Quân cũng không hỏi nữa, hắn nhìn xung quanh, trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi bồi dưỡng tí đã. Nói rồi, thân hình hắn khẽ run, kiếm quang chớp nháy, biến mất ở cuối tinh không. Khoảng một khắc sau, đám cường giả của chúng thần điện xuất hiện ở chỗ đó, cường giả dẫn đầu cảnh giới chủ thần nhìn xung quanh, sắc mặt trầm xuống, khí tức biến mất rồi. Một ông già cạnh gã trầm giọng nói, hắn ẩn giấu khí tức của mình rồi. Cường giả dẫn đầu cảnh giới chủ thần quả quyết, không thể cho hắn thời gian, ta lập tức liên hệ với tả chủ thần.
Gã vừa lấy bùa truyền âm ra, lúc này, thời không trước mặt gã khẽ rung, chẳng mấy chốc, gã ngơ ngác. Cường giả cảnh gã hỏi, sao vậy? Cường giả cảnh giới chủ thần kia nói, bên trên đã biết chuyện ở đây rồi, bảo chúng ta rời đi. Vị cường giả kia không hiểu, vậy Diệp Quân này. Cường giả cảnh giới chủ thần dẫn đầu nhìn cuối tinh không nơi xa, có người tới trừng trị, đi. Nói rồi, gã dẫn đám đông quay người biến mất ở cuối tinh không. Bên khác, Diệp Quân tới một dãy núi vô tận, hắn tìm một vũng nước, ngồi xuống, hắn lấy nhẫn không gian chứa qua kiếm ra, trong nhẫn không gian, có hơn 100 triệu chân linh tinh. Thấy nhiều chân linh tinh như vậy, Diệp Quân không khỏi cảm thán, làm quan đúng là có tiền. Nói rồi, hắn lại nhìn hộp kiếm kia, bên trong có 3 thanh kiếm, đều là đạo khí cực phẩm, rất khác thường, ngoài ra, trong nhẫn không gian còn có một ít thần vật, giá trị đắt đỏ. Hắn ước tính một lát, nếu lấy ra đi bán, ít nhất cũng đổi được trên 100 triệu chân linh tinh. Trước mắt xem ra, chuyện tiền nong hoàn toàn không cần lo. Lấy tính chế động. Lát sau, hắn lấy một ít đan dược trị trương từ nhẫn không gian chứa qua kiếm ra, hắn lấy một viên đan dược nuốt vào, rất nhanh, trong người hắn xuất hiện một năng lượng thần bí, loại năng lượng thần bí kia nhanh chóng sửa chữa phục hồi thân thể của hắn. Tông Tín bỗng nói, tiếp theo ngươi có dự định gì? Diệp Quân suy nghĩ, sau đó nói, tiền bối có đề nghị gì không? Tông Tín nói, phản kháng lại luôn. Diệp Quân. Tông Tín nói, dù sao thì cũng tới lúc này rồi, hòa giải là chuyện không thể, ngươi nói xem. Diệp Quân gật đầu, có lý. Nói xong, hai mắt hắn từ từ nhắm lại, bắt đầu tập trung trị thương. Tông Tín không nói nữa, thiếu niên trước mắt là một thiếu niên rất có chủ kiến, ông ta nói nhiều nữa, sẽ chỉ ngược lại. Không biết qua bao lâu, Diệp Quân hít một hơi thật sâu, lúc này, vết thương của hắn đã gần như hồi phục. Diệp Quân bỗng cau mày, sau đó nói, nếu đã đến rồi, sao không xuất hiện? Ồ! Một âm thanh bỗng truyền từ bên phải tới, vì sao ngươi có thể phát hiện ra ta? Sắc mặt Diệp Quân trầm xuống. Tông Tín cũng kinh ngạc, sao ngươi phát hiện được? Diệp Quân đáp, đoán. Tông Tín. Bên phải, âm thanh kia bỗng cười, lúc tới, thấy ngươi đang trị thương, nên không xuất hiện, vì giết một kiếm tu bị thương thì không có ý nghĩa. Diệp Quân quay đầu lại nhìn, ở bên phải dưới một gốc cây đại thụ cách hắn mấy chục trượng. Có một người đàn ông trung niên đang đứng đó. Người đàn ông trung niên mặc một chiếc áo trắng bên trong, bên ngoài khoác một chiếc áo dài màu xanh nhạt, đang chắp tay đứng, khi nói chuyện, có một luồng khí tức chế ngự hết thảy. Diệp Quân nhìn người đàn ông ở trước mặt, trung chúng thần điện sao? Người đàn ông cười nói, điện chủ Võ Anh Điện, Hồng Tông. Võ Anh Điện. Diệp Quân cau mày, hình như nam chúng thần điện không có bộ phận này. Hồng Tông chậm rãi đi về phía Diệp Quân, bọn họ tất nhiên không có, những năm gần đây nam chúng thần điện đã sa sút, thực lực không còn được như trước, rất nhiều bộ phận đã bị cắt giảm. Võ Anh Điện là một bộ phận đặc biệt, tổng quản đạo thống thiên hạ võ đạo từ các vực, người có thể hiểu là đại đa số cường giả của trung chúng thần điện, đều là do chúng ta dạy dỗ. Nói đến đây, ông ta cười lên, qua kiếm mà ngươi giết trước đó cũng xuất thân từ Võ Anh Điện chúng ta, nó xem như là cháu của ta. Diệp Quân bật cười, trung chúng thần điện các ông thực sự rất coi trọng ta. Hồng Tông nói, cũng hết cách, ngươi có thể một nhát kiếm giết chết qua kiếm, chúng ta không muốn coi trọng ngươi cũng không được. Diệp Quân yên lặng, thì ra là do mình quá ưu tú. Hắn nhìn Hồng Tông, không biết đang suy nghĩ gì. Hồng Tông tiếp tục bước về phía Diệp Quân, ông ta bước đi điềm tĩnh, ung dung, vốn dĩ mục tiêu của chúng ta là nam chúng thần điện. Ngươi chỉ là một cái cớ để bọn ta nhằm vào bọn họ, nhưng lại không ngờ rằng, thực lực của ngươi lại mạnh mẽ đến như vậy. Nếu ngươi yếu hơn một chút, tha cho ngươi một mạng cũng không phải là không thể, nhưng ngươi lại yêu nghiệt như vậy, vậy thì không thể giữ ngươi lại được rồi. Diệp Quân bật cười, ông làm nhảm cái quái gì vậy? Ta mà yếu hơn thì không phải đã bị các người giết chết rồi hay sao, nói cái gì mà tha cho một mạng? Khi Hồng Tông đi tới trước mặt Diệp Quân khoảng 10 trượng, ông ta dừng chân lại, cười nói, nghe nói ngươi có một thanh kiếm rất lợi hại, còn có thể áp chế được thời gian, nào nào, cho ta được diện kiến một chút nào. Dứt lời, tay phải ông ta mở ra, sau đó nhẹ nhàng nắm lại.
Ngay lập tức, khu vực mà ông ta và Diệp Quân đang đứng trực tiếp hóa thành cho bụi, trở thành một khoảng đen nhánh. Lãnh vực chủ thần. Không cần dựa vào quan ấn mà đã có thể thi triển được lãnh vực chủ thần, thực lực còn vượt xa cả thường vụ chủ thần Trừ Lăng. Giờ phút này, Diệp Quân chỉ cảm thấy bản thân dường như đang ở trong một đáy biển sâu vô tận. Cái cảm giác khó thở, tuyệt vọng đó lao thẳng vào hắn. Đối phương vừa ra tay, Diệp Quân liền biết, thực lực của Qua Kiếm và người trước mặt này cách nhau rất lớn. Có thể nói là căn bản không cùng một cấp bậc, mẹ nó, Trung Chúng Thần Điện này ngay cả một chút cơ hội để tu luyện cũng không cho mình. Trực tiếp phái cường giả ở cấp bậc này ra để xử lý hắn. Diệp Quân hít một hơi thật sâu, hai tay mở ra, hai loại kiếm ý từ trong lòng bàn tay hắn đột nhiên bay thẳng lên trời, khí tức của hai luồng kiếm ý như con sông lớn cuộn trào, khí tức hùng dũng, luồng sức mạnh lãnh vực thần bí đó không ngừng tỏa ra bốn phía. Ầm ầm. Trong thế giới thời không đen kịt này, nơi Diệp Quân đang đứng sôi trào như chảo dầu, từng luồng sức mạnh đáng sợ không ngừng cuộn trào đánh tới. Diệp Quân đứng đối diện, Hồng Tông liếc nhìn hai luồng kiếm ý của Diệp Quân, cười nói, hai loại kiếm ý, có chút thú vị. Dứt lời, ông ta bước về phía trước một bước, thời không sôi sục nơi Diệp Quân đang đứng bỗng nhiên bắt đầu bốc cháy. Con người Diệp Quân đột nhiên co rút lại, khoảnh khắc này, hắn chỉ cảm thấy giống như có một khoảng tinh hà đang lao đến nghiền ép hắn thành bột mịn. Đây là một loại đạo. Đối phương đang dùng đại đạo áp chế hắn. Suy nghĩ Diệp Quân vừa động, trong cơ thể đột nhiên có một thanh kiếm lao thẳng lên trời, kiếm quang hiện ra, nháy mắt phá vỡ hết tất cả. Kiếm Thanh Huyên. Mà Hồng Tông lại chỉ mỉm cười, ông ta quan sát kiếm Thanh Huyên, rất hứng thú hỏi, đây chính là thanh thần kiếm đó sao? Khoảnh khắc kiếm Thanh Huyên xuất hiện, lãnh vực chủ thần của Hồng Tông trực tiếp bị phá vỡ. Một nhát kiếm này, khí thể không thể cản nổi. Nhưng Hồng Tông lại không chút sợ hãi, ông ta giơ tay lên lật lại, một quan ấn từ trên bầu trời rơi thẳng xuống. Trong lúc rơi xuống, quan ấn đó đột nhiên ngưng tụ thành chữ võ to vạn trượng. Ấn võ quan. Đây là quan ấn nhận được sự công nhận của thần minh điện. Bên trong ẩn chứa sức mạnh ý chí của thần minh, cũng là vật chí bảo của ông ta, phối hợp cùng với lãnh vực chủ thần của ông ta, có thể nói là khó có thể tìm được đối thủ trong cùng cảnh giới. Mặc dù ông ta rất tự tin, nhưng ông ta cũng không hề coi thường Diệp Quân, ngược lại, ông ta còn rất coi trọng hắn, vì vậy, từ lúc bắt đầu đến bây giờ, ông ta không hề nương tay. Ấn võ quan cuốn theo ý chí võ đạo ngút trời rơi thẳng xuống, mà xung quanh, lãnh vực chủ thần lại lần nữa xuất hiện, hai loại sức mạnh hội tụ lại trong trời đất này, Diệp Quân chỉ cảm thấy không thể thở nổi, đồng thời, vào thời khắc này hai loại kiếm ý trực tiếp bị áp chế một cách gắt gao. Hai mắt Diệp Quân nheo lại, suy nghĩ vừa lay chuyển, đột nhiên, thời không ở đây trở lên mơ hồ. Ngăn chặn thời gian. Ấn võ quan dừng trên đỉnh đầu Diệp Quân, xung quanh tràn ngập ý chí võ đạo lúc này cũng bị dừng lại. Khung cảnh ở đây đã hoàn toàn ngưng lại. Duy chỉ có một luồng kiếm quang vẫn đang lóe sáng. Đó là kiếm quang của Diệp Quân. Mà vào khoảnh khắc thời gian ngừng lại, nụ cười trên khuôn mặt của Hồng Tông cũng đông cứng, mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thấy Diệp Quân có thể áp chế được thời gian, ông ta vẫn có phần kinh sợ, thủ đoạn thần thông như vậy, thực sự là hiếm thấy. Cũng may ông ta đã sớm có chuẩn bị, trước ngực đột nhiên xuất hiện một luồng sáng vàng lấp lánh, luồng sáng vàng đó ngưng tụ thành một màn sáng bao trùm lấy ông ta. Bán bộ thần minh khí. Chúng sinh giáp. Giáp này được ngưng tụ từ vô số tín ngưỡng chúng sinh, vì để luyện chế ra bộ giáp này, ông ta đã dùng sức mạnh tín ngưỡng thu thập được từ hàng chục triệu năm qua dung hợp với ấn võ quan của mình, mượn ý chí thần minh của ấn võ quan để luyện chế thành. Bộ giáp này đã vượt qua phạm vi của đạo khí thông thường, sức mạnh phòng ngự cho dù có so với các thần minh khí chân chính, cũng không yếu hơn quá nhiều. Vào khoảnh khắc chúng sinh giáp xuất hiện, một luồng sức mạnh chúng sinh trực tiếp hóa thành từng tấm màn chắn ngăn cản ý chí kiếm đạo của Diệp Quân, nhưng giây sau, đồng tử của Hồng Tông đột nhiên co rút, bởi vì sức mạnh chúng sinh của ông ta lại bị kiếm Thanh Huyên của Diệp Quân dễ dàng xé mở. Thanh kiếm đâm thẳng, chém thẳng vào chúng sinh giáp. Rắc rắc. Chúng sinh giáp bị rạn nứt, vô số vết nứt xuất hiện. Hồng Tông thầm hoảng hốt, không còn phong thái ung dung trước đó nữa, chân phải ông ta dẫm mạnh một cái. Cả người mạnh mẽ lùi về phía sau, nhưng chính lúc này,
ông ta lại kinh hãi phát hiện, ông ta không hề lùi lại, mà vẫn đứng yên tại chỗ. Thời gian ở nơi ông ta đang đứng đã ngừng lại. Giờ phút này tiếp xúc ở khoảng cách gần, ông ta mới nhận ra điều này đáng sợ như thế nào. Cái chết chỉ sau đó một giây. Giờ phút này Hồng Tông cũng không còn để ý gì nữa, trong lòng hô lớn, Phật Tôn giúp ta. Vừa dứt lời, một luồng sức mạnh đáng sợ đột nhiên từ bên cạnh cuộn trào đến giống như nước lũ, luồng sức mạnh này trực tiếp lao vào khu vực thời không nơi mà Diệp Quân và Hồng Tông đang đứng. Rắc rắc. Khu vực thời không nơi mà Diệp Quân mà Hồng Quân đang đứng lập tức vỡ tan như kính, sức mạnh cường đại đánh tới khiến Diệp Quân liên tục lui mạnh về phía sau hàng vạn trượng. Diệp Quân dừng lại, khóe miệng hắn từ từ chảy ra một ngụm máu. Diệp Quân quay đầu nhìn phía bên phải, ở đó có một người đàn ông trung niên mặc áo đen đang đứng, ông ta đeo mặt nạ nửa mặt, cả người hư ảo, giống như ma quỷ vậy, cực kỳ quái dị. Phật Tôn. Một trong bảy đại chủ thần của Trung Chúng Thần Điện, thực lực xếp thứ hai. Lần này tới căn bản không phải là một vị cường giả ở cấp bậc cảnh giới chủ thần, mà là hai vị. Hơn nữa, hai người này đều có ảnh hưởng lớn tới toàn bộ Trung Chúng Thần Điện. Diệp Quân lau máu tươi ở khóe miệng, hắn nhìn Hồng Tông, khẽ cười, ta đã thắc mắc sao ông lại ngông cuồng như vậy, thì ra còn có trợ thủ ở sau lưng. Bị Diệp Quân châm chọc như vậy. Khuôn mặt già nua của Hồng Tông có phần không nén được giận, ông ta thực sự không ngờ kiếm của Diệp Quân lại có thể phá chúng sinh giáp của ông ta một cách dễ dàng như vậy. Đây chính là bán bộ thần minh khí đấy. Nhưng ở trước mặt thanh kiếm này, lại yếu như một tờ giấy. Hồng Tông nhìn chằm chằm Diệp Quân, chẳng qua ngươi chỉ dựa vào thanh kiếm sắc bén đó thôi, nếu ngươi có gan thì không dùng kiếm, ta cũng sẽ không dùng bất kỳ thần khí nào, chúng ta đấu tay không một trận. Diệp Quân đáp, được thôi. Dứt lời, hắn thu hồi kiếm thanh huyên lại. Thấy vậy, Hồng Tông lập tức cau mày, sao tên này lại đồng ý nhanh như vậy? Lẽ nào có bẫy? Ông ta ngược lại có phần do dự. Sau khi trải qua trận chiến vừa rồi, ông ta không còn bất kỳ ý khinh thường Diệp Quân nữa, mà chỉ có kiêng dè. Bởi vì thanh kiếm trong tay Diệp Quân ít nhất cũng ở cấp bậc thần minh khí, thậm chí là cao hơn. Đồng thời trong lòng ông ta cũng hơi nghi ngờ, từ khi nào xuất hiện một kẻ tiết độc cường đại như vậy chứ? Diệp Quân thấy Hồng Tông yên lặng bèn mỉm cười, thế nào, không phải ông nói muốn đấu tay đôi sao? Hồng Tông thu hồi suy nghĩ, ông ta nhìn Diệp Quân, tay phải từ từ nắm chặt, một luồng khí tức cường đại ngưng tụ lại từ trong lòng bàn tay ông ta. Giây sau, ông ta hóa thành một luồng sóng khí võ đạo lao thẳng về phía Diệp Quân, mặc dù không có sự giúp đỡ của ấn võ quan. Nhưng khí tức võ đạo của ông ta vẫn rất đáng sợ. Lần tấn công này, giống như hàng chục triệu ngọn núi lớn nghiền ép về phía Diệp Quân, khí tức bức người. Xa xa, Diệp Quân không lùi bước, chân phải dẫm mạnh một cái, trực tiếp hóa thành kiếm quang vọt tới. Kiếm khí như sóng lớn cuồn cuộn lao đi. Khí tức không hề yếu hơn Hồng Tông. Hai người vừa mới va chạm, một luồng sóng xung kích có sức mạnh đáng sợ chợt bùng nổ, nhưng chính vào lúc này. Điều kỳ lạ xảy ra, một luồng sức mạnh cường đại khác đột nhiên xuất hiện, ngay lập tức nhấn chìm nơi Diệp Quân đang đứng. Ầm. Vô số kiếm quang bể tan tành, cả người Diệp Quân lùi mạnh về phía sau gần trăm nghìn trượng. Vừa dừng lại, cơ thể hắn đã nứt toác, máu tươi văng tung tóe. Diệp Quân ngẩng đầu lên nhìn ở cách đó không xa, người ra tay chính là Phật Tôn. Hồng Tông thấy Phật Tôn đột nhiên ra tay thì lập tức cau mày. Đang định mở lời thì Phật Tôn lạnh lùng nói, với kẻ tiết độc thì sao phải đấu đơn thương độc mã? Mặc kệ hắn ít người. Vừa nói, ông ta lại chuẩn bị ra tay lần nữa, chính vào lúc này, thời không ở phía chân trời xa xa đột nhiên nổ tung, tiếp sau đó, một giọng nói lạnh lẽo cuồn cuộn truyền tới, ỷ đông hiếp yếu sao? Âm thanh kia ập đến như sấm dậy khiến thời không sôi trào. Giọng nói quen thuộc này không phải ai khác ngoài Cổ Bàn. Khiến Diệp Quân nghe thấy mà sửng sốt. Khi quay lại, hắn thấy không gian nứt toạc khi gã lao ra như một tia chớp, mang theo khí tức dâng trào. Gã đã mạnh hơn trước rất, rất nhiều. Phất Tôn và Hồng Tông thấy có một người khác xuất hiện thì nhíu mày đầy nghi hoặc. Thằng ngu nào lại xen vào đúng lúc này đây? Cổ Bàn chớp mắt đã chạy đến cạnh Diệp Quân, cười hỏi, Diệp huynh, có bất ngờ hay không? Hắn đáp, đúng là bất ngờ vô cùng,
Sao huynh lại đến đây? Cổ Bàn hỏi lại, huynh không biết à? Diệp Quân, biết gì? Cổ Bàn, mọi chủ thần điện lớn đều nói huynh là kẻ tiết độc, đang ra sức truy nã huynh đấy. Các chủ thần điện. Chắc chắn là do bọn trung chủ thần điện này. Ánh mắt Diệp Quân lập tức bắn về phía Phất Tôn và Hồng Tông. Cổ Bàn cũng nhìn theo, hào phóng nói, Diệp huynh để ta. Rồi gã hóa thành một vệt sáng như sao xa lao tới. Phất Tôn nheo mắt lại, thì thầm, mệnh thần. Dứt lời, y vung tay lên, phóng ra một tia sáng hừng hực. Quỳnh! Một vụ nổ như sao băng bộc phát đẩy Cổ Bàn bay tít đi xa, những ngôi sao gần đó cũng bị xóa sổ theo. Ấy thế mà gã lại cười to, hay lắm, tiếp đi. Gã thoát cái biến mất, lao về phía Phất Tôn. Gã đương nhiên nằm ở phe yếu thế hơn nhưng sức mạnh cũng không thể xem thường, ngay cả Phất Tôn mà cũng chỉ có thể áp chế được một chút. Thấy Cổ Bàn cầm chân được Phất Tôn, Diệp Quân quay sang Hồng Tông, chúng ta đánh một trận công bằng được rồi đấy. Hắn gọi ý kiếm xuất hiện. Vừa đúng ý ta. Hồng Tông cười rộ lên, thôi thúc khí tức võ đạo dâng trào như sóng thần. Diệp Quân biến mất, thả ra một tia kiếm quang hợp thành từ hai loại kiếm ý, ầm ầm bay tới. Hồng Tông không hề nao núng mà đáp trả bằng một cú đấm, nhưng rồi y biến sắc khi nhận thấy thanh kiếm trong tay Diệp Quân đã trở thành kiếm Thanh Huyền Tự lúc nào. Hồng Tông hốt hoảng nhưng đã không còn kịp thu về, chỉ đành trơ mắt nhìn nắm đấm của mình nện vào thân kiếm. Xoẹt! Lưỡi kiếm chém xuyên quyền thế và ý chí võ đạo, đâm vào cánh tay y. Y đang muốn từ bỏ thân xác thì hoảng hồn nhận ra không thời gian của mình đã bị đình chỉ. Thôi xong rồi. Mặt y xám ngoét như cho tàn. Phập. Kiếm Thanh Huyền đã đâm vào cơ thể, cố định thần hồn y lại. Hồng Tông quắc mắt tàn độc, kiếm thu mà không biết võ đức. Nếu đã biết Diệp Quân sẽ dùng thanh kiếm này thì y còn lâu mới chọn đối đầu trực tiếp, nào ngờ thằng này câu trước vừa nói đánh công bằng, câu sau đã lật lọng. Diệp Quân, ngươi quên hai ngươi vừa định hội đồng ta rồi à? Hồng Tông la lên, đó là tên kia muốn, liên quan gì đến ta? Diệp Quân, thì kiếm của ta cũng tự muốn ra tay, liên quan gì đến ta? Hồng Tông. Diệp Quân không nhiều lời với y nữa mà điều khiển Thanh Huyền hấp thu thần hồn. Thanh kiếm sau khi rút được thần hồn của hai cường giả cảnh giới chủ thần thì hưng phấn hẳn lên. Hắn lại thu tiếp đồ của Hồng Tông, gồm nhẫn, quan ấn và món giáp chúng sinh đã hư hại. Quay lại bên kia, hắn thấy Phất Tôn lui về sau, kéo dài khoảng cách với Cổ Bàn. Thấy Diệp Quân đã đánh bại Hồng Tông, Phất Tôn không hề chần chừ mà hóa thành tia sáng biến mất. Diệp Quân biết Phất Tôn mạnh hơn Hồng Tông, nếu đã không muốn tham chiến thì hắn cũng không làm gì được, bèn không đuổi theo. Cổ Bàn thì phấn khởi reo lên, mấy tên thần này lợi hại thật. Đánh đã đời luôn. Diệp Quân thấy gã còn chưa đã thèm thì bật cười, huynh đã mạnh lên nhiều rồi đấy. Cổ Bàn cười ha hả, thời gian qua ta cũng đâu có nhàn rỗi gì. Bản thân huynh cũng không kém. Thật ra thì gã đã giật mình trước sự tiến bộ của Diệp Quân. Cứ tưởng lần này gặp lại có thể lên mặt với lão đệ một phen, nào ngờ Diệp Quân đã kinh khủng đến thế này. Bỗng Diệp Quân đưa một chiếc nhẫn sang, bên trong có 50 triệu chân linh tinh, một vào đạo khí và đan được cực phẩm. Cổ Bàn ra chiều khó hiểu. Diệp Quân, của tên Hồng Tông kia, mỗi người một nửa. Cổ Bàn lắc đầu, do huynh giết mà. Diệp Quân nhét nhẫn vào tay gã, không có huynh cầm chân tên kia thì ta cũng bó tay. Cổ Bàn trần trừ một hồi rồi đồng ý nhận lấy. Diệp Quân, phải rồi, làm sao huynh tìm được ta? Cổ Bàn hạ giọng, có người đang tuồn thông tin cho mấy kẻ đang truy sát huynh. Chắc chắn là bọn nhà họ Quân, sắc mặt Diệp Quân xa sầm. Cổ Bàn, huynh có kế hoạch gì không? Diệp Quân suy nghĩ một hồi, tạm lánh trước, còn huynh? Cổ Bàn, ta đi theo huynh. Diệp Quân, không cần lo cho ta. Cổ Bàn nghiêm túc nói, song quyền nan địch tứ thủ. Có ta đi theo ít nhiều gì cũng có thể trông chừng lẫn nhau. Diệp Quân biết gã lo lắng cho mình thì cảm động vô cùng, nhưng vốn không muốn liên lụy đến ai nên nói, không sao cả, ta định đi nương nhờ đại bá ấy mà. Cổ Bàn hớn hở, vị đại bá kia ư. Diệp Quân gật đầu, tạm thời lánh mặt ở nơi đó một chút,
đợi an toàn rồi sẽ lại xuất hiện. Cổ Bàn suy nghĩ một hồi rồi gật đầu, cũng tốt. Diệp Quân hứa hẹn, lần sau gặp lại, chúng ta luận bàn chứ. Cổ Bàn cười to, ta cũng đang có ý đó. Vậy hẹn huynh hôm khác. Nói rồi, Diệp Quân ngự kiếm bay đi. Để lại Cổ Bàn nhìn theo với vẻ phức tạp. Chấm. Sâu trong tinh hà. Diệp Quân chắp tay sau lưng, ngự kiếm mà đi. Tông Tín hỏi, người định đi đâu? Diệp Quân bình thản đáp, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Tông Tín hết hồn, người muốn đến Trung Chủ Thần Điện. Diệp Quân gật đầu. Tông Tín, chắc không đấy. Diệp Quân lại gật. Tông Tín, ta không nghĩ người có thể đánh lại bọn họ vào lúc này, đến đó chẳng khác gì chịu chết. Hay người có kế hoạch khác? Diệp Quân cười, kế hoạch gì chứ, nếu có thể trốn ở đâu thì ta đã đi rồi. Vấn đề là bọn chúng luôn có thể tìm được, có trốn cũng vô ích, đã thế chi bằng đến thẳng hang ổ của chúng. Tông Tín, không, tiểu tử ngươi tuyệt đối có âm mưu gì đó. Diệp Quân. Tông Tín, ta không tin ngươi sẽ đâm đầu vào chỗ chết. Diệp Quân, tiền bối nói xem, khi ta quang minh chính đại xuất hiện tại Trung Chủ Thần Điện thì sẽ thế nào? Tông Tín đáp theo phản xạ, đương nhiên là bị hội đồng đến chết rồi. Khoan. Như nhận ra điều gì đó, ông ta vội sửa mồm, người xuất hiện ở đó sẽ khiến chúng rơi vào hoang mang. Chúng sẽ cho rằng vì sao người dám đến đây. Diệp Quân gật đầu. Tông Tín, rồi sau đó thì sao? Hù được chúng rồi thì làm gì nữa? Diệp Quân, nếu tiền bối là điện chủ thì sẽ làm gì? Tông Tín đáp ngay, cắt máu ăn thề với người ngay lập tức. Mặt Diệp Quân đen xì. Tông Tín cười ha hả, đùa thôi. Đứng từ góc độ của điện chủ Trung Chủ Thần Điện, ta sẽ cho rằng ngươi có chống lưng. Nếu là trước kia thì ông ta sẽ không nghĩ vậy mà lập tức sai người làm thịt ngươi, nhưng bây giờ ngươi đã giết hai cường giả chủ thần, ông ta có ngu cách mấy cũng sẽ nhận ra việc này không đơn giản. Diệp Quân gật đầu. Tông Tín, có lẽ sẽ không tùy tiện ra tay mà sẽ thăm dò mục đích của ngươi, khi ấy ngươi sẽ có thể tranh thủ thêm thời gian cần thiết để tìm cơ hội sống sót. Diệp Quân lại gật. Tông Tín, tiểu tử, tuy đi ngược dòng thường mang đến kết quả bất ngờ, nhưng đừng trách ta không nhắc ngươi. Thứ nhất, điện chủ Trung Chủ Thần Điện không phải hạng dễ đối phó, chưa chắc gì sẽ mắc mưu. Thứ nhì, người muốn bàn chuyện ngang hàng với ông ta thì cũng phải xem ông ta có xem ngươi là đối thủ ngang hàng hay không. Ta cho rằng tuy chúng chú ý đến ngươi nhưng chưa chắc gì đã xem ngươi như đối trọng. Ông ta thoáng dừng lại, nói cách khác. Chuyến này sẽ cực kỳ nguy hiểm. Diệp Quân, nếu ta không đi thì cường giả chúng phái đến lần sau sẽ không chỉ là một, hai tên nữa. Tông Tín im lặng. Diệp Quân cười cười, phải đánh cược một phen, tìm đường sống trong chỗ chết. Tông Tín, ta thấy ngươi chắc chắn còn tuyệt chiêu hay mục đích gì đó, nhưng ngươi lại không nói. Diệp Quân bật cười rồi hóa thành kiếm quang biến mất. Nửa tháng sau, hắn đến Trung Chủ Thần Điện. Trong nửa tháng qua, người của Trung Chúng Thần Điện đã biết ý đồ của hắn nên không ai xuất hiện cản đường, khiến Diệp Quân một đường đi vô cùng thuận lợi. Hắn đặt chân đến thành Ung Thần. Thủ phủ của Trung Chúng Thần Điện, cũng là tòa thành phát triển bậc nhất tinh vực chúng thần. Nhìn kiến trúc nguy nga bề thế trước mặt, hắn vừa cười vừa bước vào. Đúng là hùng vĩ hơn Nam Chúng Thần Điện nhiều. Chấm. Tin tức hắn xuất hiện ở Trung Chúng Thần Điện một cách đường đường chính chính nhanh chóng được lan đi. Trong Nam Chúng Thần Điện, các chủ thần tụ tập lại, gần đó là một người áo đen đang bẩm báo gì đó với điện chủ Chiêm Tông. Một hồi sau, Chiêm Tông phất tay, cho người kia hành lễ rồi lui xuống. Mục chủ thần lên tiếng trước, không ngờ hắn thật sự đến Trung Chúng Thần Điện. Những người khác cũng không khỏi bất ngờ trước quyết định này của Diệp Quân. Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Chiêm Tông mở miệng, hành động đi ngược lại số đông này đúng là ngoài dự kiến, càng ngạc nhiên hơn là hắn có thể giết được Quan Kiếm và Hồng Tông. Lời này khiến các chủ thần bên dưới đanh mặt lại. Bọn họ biết hai người kia còn mạnh hơn họ, mà Diệp Quân giết được hai người kia có nghĩa là cũng giết được họ. Không ngờ tên kiếm tu trước kia luôn bị xem thường lại mạnh đến vậy. Nam Tiêu tìm người này ở đâu ra? Chủ thần thứ hai bật cười,
mục tiêu của Trung Chúng Thần Điện vốn là Nam Chúng Thần Điện chúng ta, nào ngờ người bị chúng lợi dụng lại mạnh ngoài dự kiến, bây giờ lại mất đi hai cường giả chủ thần, cưỡi lên lưng hổ lại khó xuống. Tân chủ thần Khuất Tấn lên tiếng, nhưng nếu chúng không nhằm vào Diệp Quân nữa. Chủ thần vừa lên tiếng kia im bặt. Khuất Tấn, khi ấy hắn không còn là kẻ thù của chúng, mà cách đối xử của Nam Chúng Thần Điện trước kia đương nhiên khiến hắn ghi hận trong lòng. Hắn rất có thể sẽ bắt tay với Trung Chúng Thần Điện để trả thù chúng ta. Những người khác nghe vậy thì tái mặt. Nếu thật sự là vậy thì Nam Chúng Thần Điện nguy to rồi. Một chủ thần lên tiếng, đừng quên rằng Diệp Quân còn là kẻ tiết độc. Trung Chúng Thần Điện đã mượn lý do này để gây sự, bây giờ nếu quay ra hợp tác với hắn thì không chỉ đang khinh nhờn thần pháp mà còn lật lọng lời đã nói. Trừ khi tập thể bên đó lựa chọn vứt bỏ liêm sỉ, ngoài ra ta không nghĩ chúng sẽ chọn cách này. Khuất Tấn, cũng có lý, nhưng chuyện gì trên đời cũng có thể xảy ra. Nam Chúng Thần Điện cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Điện chủ Chiêm Tông bỗng hỏi, Nam Tiêu đang làm gì? Các chủ thần rối rít nhìn lên, không hiểu ông ta có ý gì. Chỉ có Khuất Tấn đáp, nghe nói y đang dạy học tại một học viện bình thường bên kia. Chiêm Tông gật đầu, vậy thì để y tập trung dạy học ở đó đi. Các chủ thần im bặt khi hiểu ra rằng, tập trung dạy học có nghĩa là không cho phép Nam Tiêu rời khỏi nơi đó. Chiêm Tông đứng dậy, lúc này bề bộn nhiều việc, các ngươi hãy trông nom nơi này, ta sẽ đi Trung Chúng Thần Điện một chuyến. Ông ta nhếch môi cười, đừng sợ, thần sẽ bảo vệ chúng ta. Các chủ thần gật gù, thành kính hô lên, mong thần bảo vệ Nam Chúng Thần Điện chúng ta. Chấm. Khu dân nghèo. Nam Tiêu đang dạy học trong một học viện tầm thường, bên dưới là lũ trẻ tầm mười mấy tuổi, ăn mặc rách dưới nhưng đều đang chăm chú lắng nghe. Bên ngoài là những người cha người mẹ cũng ăn mặc lam lũ như chúng, nhưng khi thấy con mình tập trung nghe giảng thì đều lộ ra nụ cười đầy hy vọng. Vì họ biết rằng chỉ cần được đi học là con họ sẽ có cơ hội rời khỏi nơi này. Tan học rồi, Nam Tiêu vừa bước chân ra khỏi phòng đã bị các phụ huynh vây kín, dúi vào tay biết bao nhiêu là đồ vật. Một người vừa kích động vừa lắp bắp, thầy Nam, con gà mái nhà tôi vừa đẻ mấy quả, mong thầy nhận cho. Đợi nửa tháng nữa tôi sẽ làm thịt nó biếu thầy. Thầy Nam, đây là thịt tươi nhà tôi vừa xẻ. Con bò nhà tôi biết nó sắp được hóa kiếp vì thầy thì cảm động đến rơi nước mắt. Thằng nhóc nhà tôi nghịch ngợm, nó mà không lo học hành thì thầy cứ đánh mạnh vào, không cần nương tay. Nam Tiêu nhìn xuống, thấy nào là trứng gà, thịt thà, rau dưa các loại. Y biết đây là những gì tốt nhất mà người dân nơi này có thể cầm đến. Nhìn những đôi mắt ngập tràn cảm kích kia, một nỗi áy náy bỗng dâng lên trong lòng y. Đồng thời, có ý niệm gì đó đang dần trở nên rõ ràng. Bản thân Nam Tiêu lại không nhận ra, khi ý niệm kia bắt đầu thành hình trong lòng cũng là lúc một đốm lửa được thắp lên trong người y. Lúc này, Diệp Quân đã đi vào thành Ung Thần. Nơi này quả thật tấp nập náo nhiệt hơn hẳn thành Nam Chúng Thần, văn minh võ đạo cũng phát triển vượt bậc, nhìn đâu cũng thấy người tu hành mạnh mẽ. Không ai ngăn cản nên hắn đi đường thuận lợi vô cùng. Sau khi lang thang khắp nơi một vòng, Diệp Quân bắt đầu nghe ngóng xem Trung Chúng Thần Điện ở đâu rồi lập tức chạy đến đó. Hắn biết rằng người nơi đó cũng đã biết tin hắn đến đây. Trên đường đi, Tông Tín nói, nơi này, nhiều cường giả quá. Diệp Quân tò mò, sức mạnh của tiền bối đến đâu vậy? Hắn sực nhớ ra Tông Tín là mệnh thần nhưng lại không biết ông ta mạnh đến đâu. Tông Tín, cũng tạm tạm. Diệp Quân cười, tiền bối nói cụ thể hơn được không? Tông Tín cười, thì cũng là tạm tạm thôi. Diệp Quân, nếu kế hoạch thay đổi, tiền bối có thể cùng ta đại khai sát giới nơi này không? Tông Tín im lặng một hồi mới đáp, đừng thế chứ. Ta đã nói là tạm tạm thôi, không phải vô địch thiên hạ. Diệp Quân. Tông Tín, mà trước kia ta còn bị thương chưa lành. Diệp Quân. Hết trông cậy được. Hắn nhìn về phía cuối đường, khẽ nhếch môi cười. Bỗng hắn dừng lại, ánh mắt bị thu hút bởi một màn sáng treo trên bức tường bên phải, đó là một bảng truy nã với hai cái tên quen thuộc. Một là hắn. Là chính hắn. Còn ở vị trí thứ hai. Mà ở vị trí đầu thì lại là. Tông Tín. K.
Cái tên này khiến Diệp Quân sững người hồi lâu mới hỏi. Tiến bối, vị tông tín này là ông đúng không? Đối phương im lặng một hồi mới đáp, chắc trùng tên thôi. Diệp Quân lại tò mò, vị trí đầu luôn, xem ra tiền bối cũng không đơn giản ha. Tông tín cũng không chối nữa, lợi hại cách mấy thì bây giờ cũng bị nhốt trong cái ấn này đấy thôi. Diệp Quân lại nhìn bảng truy nã kẻ tiết độc, thấy tiền thưởng cho tông tín lên đến tận 100 triệu chân linh tinh, còn kèm theo một thần linh khí. Thần linh khí đấy. Giá trị của một món còn hơn cả 100 triệu chân linh tinh. Diệp Quân lại hỏi, tiền bối đã làm cái gì vậy? Tông tín vội lấp liếm, chuyện qua cả rồi. Diệp Quân. Tông tín, ngươi đừng có hỏi ta nữa, lo xử lý chuyện của ngươi trước đi. Diệp Quân lèm bèm, ta giết hai tên cường giả chủ thần mà chỉ xếp hạng hai, không công bằng. Tông tín. Diệp Quân cười rộ lên, đợi chuyện này xong rồi, tiền bối kể ta nghe chuyện năm đó nhé. Tông tín, ừ. Chấm. Diệp Quân lại nện bước nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã thấy một tòa thần điện nguy nga tráng lệ xuất hiện. Nó cao đến ngàn trượng, án ngữ trước mặt là mấy chục nghìn cây cột trụ màu đỏ tươi, 10 người ôm mới hết, làm giá đỡ cho đại điện hoàng kim bên trên. Trung chúng thần điện. Trang nghiêm và túc mục, đây là ấn tượng nó mang lại cho Diệp Quân. Trước điện có một quảng trường mênh mông lát đá, nơi hàng chục nghìn người đang quỳ gối với thần sắc kính cẩn, liên tục lầm rầm niệm gì đó. Diệp Quân vừa đi đến gần thì thấy một tia sáng vàng từ trong điện phóng vút lên trời cao, hóa thành một mặt kính rải ánh sáng xuống tất cả mọi người, bao gồm hắn. Chỉ là khi tới hắn, quanh người hắn bỗng hiện lên màu đỏ. Kẻ tiết độc. Có người thất kinh la lên. Ánh mắt của các tín đồ bắn về phía hắn như đang muốn ăn tươi nuốt sống. Từ trong thần điện, một người đàn ông đi ra. Ông ta mặc đồ trắng, tay cầm quạt xếp, ánh mắt cao ngạo. Chủ thần thường trực Lâm Hầu. Ông ta lên tiếng, ngươi đến trung chúng thần điện vì mục đích gì? Diệp Quân không đáp, vì hắn biết đối phương đã có câu trả lời. Thấy hắn im lặng, Lâm Hầu cười, quả nhiên là muốn đi ngược dòng. Muốn đàm phán cùng chúng ta. Tiếc rằng ngươi đã nghĩ sai rồi, bởi vì... Nụ cười biến mất, thần tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp với kẻ tiết độc. Ngươi, phải chết. Lâm Hầu vừa dứt lời, xung quanh bỗng có mấy chục luồng khí tức đáng sợ xuất hiện, sau đó hàng chục cường giả đỉnh cấp xông lên, xuất hiện bốn phía, bao vây Diệp Quân. Toàn bộ đều là cường giả cảnh giới chủ thần. Có đến 39 vị cảnh giới chủ thần. Không chỉ vậy, thời không chỗ Diệp Quân bỗng thay đổi, khi xuất hiện trở lại, hắn đã ở trong một thế giới hư vô vô tận. 39 cường giả cảnh giới chủ thần cũng theo đến, bao vây hắn, không muốn để hắn chạy thoát. Nhìn các cường giả cảnh giới chủ thần đỉnh cấp, Diệp Quân cũng không ngạc nhiên gì, vì trước khi đến hắn đã nghĩ đến khả năng này, nhưng điều hắn không ngờ là trung chúng thần điện lại quyết đoán như vậy. Lúc này Lâm Hầu xuất hiện trước mặt Diệp Quân. Cách y không xa chính là Phất Tôn lúc trước, ngoài ra còn có một người nữa, chính là Quân U. Quân U đứng cách đó hơi xa, cô ta đang nhìn Diệp Quân. Lâm Hầu nhìn Diệp Quân, cười nói, Diệp Quân, thật ra bọn ta rất tò mò lai lịch của ngươi, vì ngươi cũng khiến bọn ta rất ngạc nhiên, còn trẻ như vậy mà thực lực lại khủng khiếp như thế. Hơn nữa, còn đến từ một nền văn minh bên ngoài. Tư tưởng và dự định của ngươi không có vấn đề gì. Vì bọn ta cũng đã nghĩ tới việc hòa hợp với ngươi, nhưng tiếc ngươi quả thật là một kẻ tiết độc, chúng thần điện bọn ta sẽ không bao giờ thỏa hiệp với tiết độc. Kẻ tiết độc. Diệp Quân gật đầu, ta hiểu rồi, nếu đã thế thì ra tay đi. Diệp Quân xòe bàn tay ra, kiếm Thanh Huyền xuất hiện trong tay, chỉ trong chốc lát, khí thế vốn bình tĩnh của hắn bỗng dâng trào, quét sạch mọi thứ như một dòng sông cuồng nộ. Lâm Hầu lại nói, ngươi đừng vội. Diệp Quân nhíu mày, Lâm Hầu lại nói, mặc dù ngươi phải chết, nhưng ngươi có thể đổi cách chết. Diệp Quân bật cười, khi chủ nhân bút đại đạo ngông cuồng nhất cũng chỉ gọi ta là đồ ngốc, ngươi là cái thá gì mà kiêu ngạo trước mặt ta. Đúng là nực cười. Vừa dứt lời, hắn bước lên trước chém mạnh một nhát kiếm về phía Lâm Hầu. Diệp Quân không hề nương tay trong đòn tấn công này, được hai loại kiếm ý hỗ trợ, cộng thêm thời gian cấm chế. Nhát kiếm này khiến nụ cười trên môi Lâm Hầu cứng đờ, y vung tay áo lên, tia sáng đen dâng lên như một làn sóng,
thế nhưng ánh sáng đen đó lập tức bị chém thành từng mảnh ngay khi chạm vào kiếm thanh huyên của Diệp Quân. Ầm. Sau khi tiếng nổ vang lên, Lâm Hầu bị chém văng ra ngoài, nhưng ngay sau đó các cường giả cảnh giới chủ thần như Phất Tôn đó đều đồng loạt ra tay. Sau khi một tia kiếm quang vỡ tan, Diệp Quân bị chấn động văng ra xa cả mấy vạn trượng, kiếm quang xung quanh hắn cũng hoàn toàn tan vỡ. Chiến đấu một mình, có kiếm thanh huyên, thật ra trong cảnh giới chủ thần thì hắn đã khó có đối thủ. Nhưng hắn vẫn chưa đến mức có thể lấy ít đánh nhiều. Lúc này, tất cả thần tình chung chúng chủ thần đều hơi lo lắng, nhìn thấy Diệp Quân ra tay, họ mới hiểu vì sao Qua Kiếm và Hồng Tông sẽ bị thiếu niên trước mặt này giết chết. Kiếm này có thời gian áp chế, quả thật là quái dị. Ở đằng xa, sau khi dừng lại, Lâm Hầu nhìn tay phải của mình, trên đó có một vết kiếm rất sâu, nếu vừa rồi không có chủ thần xung quanh ra tay cứu thì y đã chết hoặc bị thương. Mặc dù y đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn không ngờ nhát kiếm này của Diệp Quân và sự áp chế thời gian lại đáng sợ như vậy, vì vừa rồi Diệp Quân rút kiếm ra, y đã sử dụng lãnh vực chủ thần của mình, cấm chế thời gian của Diệp Quân còn có thể áp chế lãnh vực chủ thần của y. Quả thật là nghịch thiên. Lâm Hầu chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Diệp Quân ở đằng xa, lúc này ánh mắt hắn hiện lên vẻ nghiêm túc, thanh thần kiếm này hay đấy. Tay Diệp Quân cầm kiếm thanh huyên chậm rãi bước đến chỗ các cường giả chung chúng thần điện. Tông Tín nói, còn có chiêu cuối à? Diệp Quân nói, không có. Tông Tín trầm giọng nói, không có thật à? Diệp Quân bật cười, tiền bối, ta tới đây vốn dĩ là muốn tìm một tia hy vọng sống trong hoàn cảnh tuyệt vọng, nhưng bây giờ đã không còn hy vọng sống, chỉ còn lại một cuộc chiến liều mạng. Nhưng, thế có gì phải sợ? Ha ha! Chấm! Diệp Quân hắn không phải thần, không có kế hoạch hoàn mỹ nào cả. Vốn dĩ là cố gắng làm hết sức, nghe thiên mệnh, như hắn nói, bây giờ không có sự lựa chọn, chỉ có chiến đấu. Cứ thế, Diệp Quân một mình một kiếm đi về phía cường giả chung chúng thần điện, ánh mắt không hề có sự sợ hãi. Lúc này kiếm ý vô địch trên người hắn thế mà lại bắt đầu thoát xác. Nhìn thấy cảnh tượng này, các cường giả chung chúng thần điện biến sắc. Lẽ nào tên này muốn đột phá? Lâm Hầu nhìn chằm chằm Diệp Quân, y không ngờ rằng kiếm tu thiếu niên trước mặt lại có thể đột phá tâm cảnh, nâng cao kiếm đạo của mình trong tình thế tuyệt vọng như vậy. Y biết lúc này kiếm tu đã quên đi sống chết. Ở đằng xa, kiếm thế của Diệp Quân vẫn còn đang điên cuồng tăng lên, lúc này kiếm ý vô địch của hắn đã không thua kém gì kiếm ý trật tự. Vô địch ý. Đối mặt với mấy chục cường giả cảnh giới chủ thần, Diệp Quân hắn tuyệt đối không đánh lại được, nhưng thế thì sao? Quân U bỗng hét lên, không thể để hắn đột phá, nếu không tổn thất nghiêm trọng. Lời nói của cô ta đánh thức các cường giả chủ thần. Bây giờ thực lực của Diệp Quân đã khá nghịch thiên, nếu còn đột phá nữa thì còn gì nữa? Các chủ thần đều nhìn Lâm Hầu không do dự nói, giết hắn đi. Vốn dĩ còn muốn lợi dụng Diệp Quân để nhắm vào nam chúng thần điện bên dưới. Nhưng bây giờ thì không khả thi. Thêm cả Lâm Hầu thì có tất cả 40 cường giả cảnh giới chủ thần đều phóng khí thế của mình ra, khí thế của họ lao về phía Diệp Quân như một làn sóng, mặc dù khí thế kiếm ý vô địch của Diệp Quân đáng sợ thật, nhưng dĩ nhiên không thể chống lại khí thế của đám người Lâm Hầu, dù sao cũng là mấy chục cường giả cảnh giới chủ thần hợp sức lại. Khu vực chỗ Diệp Quân bị tan vỡ dưới áp lực khí tức của các cường giả cảnh giới chủ thần. Sức mạnh khí tức cường đại khiến Diệp Quân chấn động lùi về sau, đối mặt với khí thế của các cường giả này, hai loại kiếm ý của hắn không thể chống đỡ. Diệp Quân lùi về sau. Bị nhiều cường giả nghiền áp, hắn chỉ cảm thấy mình bị nghiền ép thành từng mảnh. Ánh mắt Diệp Quân lóe lên vẻ hung hãn, trở nên đỏ ngầu. Sức mạnh của ba loại huyết mạch từ trong cơ thể hắn bay lên trời, sau đó Diệp Quân dậm chân phải một cái. Biến thành một tia kiếm quang chém về phía đằng xa, nhưng nhát kiếm này của hắn lại khiến khí thế của các cường giả đó xuất hiện một khe hở. Nhìn thấy cảnh tượng này, các cường giả chúng thần điện đều kinh hãi, họ không ngờ Diệp Quân lại còn giấu chiêu cuối, trong lúc không kịp phòng bị, một cường giả cảnh giới chủ thần bị thời gian của Diệp Quân trấn áp, khi gã hoàn hồn lại thì đã bị một nhát kiếm đâm thẳng vào cổ. Nhưng chẳng bao lâu, sự áp chế thời gian của Diệp Quân đã bị các chúng chủ thần hợp sức phá vỡ. Cùng lúc đó Diệp Quân bị sức mạnh của mọi người đánh văng ra xa, hắn còn chưa dừng lại, một tia sấm lao đến trước mặt hắn,
sau đó đấm thẳng vào mặt hắn. Ánh mắt Diệp Quân tràn ngập sát ý, hắn dậm mạnh chân phải xuống để cả người dừng lại, sau đó hai tay cầm kiếm Thanh Huyên chém mạnh về phía trước. Vèo. Tia sấm đó lập tức bị tan ra, một cường giả cảnh giới chủ thần bị văng ra xa, cả cánh tay của gã cũng văng đi theo. Mặc dù nhát kiếm của Diệp Quân làm cường giả cảnh giới chủ thần đó bị thương nặng, nhưng ngay sau đó gã lại bị đánh bật ra, đồng thời thân xác gã bị nứt ra, máu bắn tung tóe, nhưng kiếm Thanh Huyên trong tay hắn lại biến thành tia kiếm quang lao ra. Ở đằng xa, cường giả cảnh giới chủ thần xông tới phía trước muốn lấy mạng Diệp Quân, nhìn thấy kiếm Thanh Huyên lao đến, đồng tử gã co rụt, gã biết thanh kiếm trước mặt mạnh đến mức nào, không dám dùng sức chống cự, gã lập tức đứng dậy né sang bên phải, nhưng một cường giả cảnh giới chủ thần phía sau gã không kịp tránh, đụng vào kiếm Thanh Huyên. Vụt! Thân xác cường giả cảnh giới chủ thần nứt ra. Ngay lúc này, mấy chục dây sắt màu đỏ bỗng xuyên qua hư không từ xung quanh, sau đó quấn chặt kiếm Thanh Huyên. Người ra tay chính là Lâm Hầu, mấy dây sắt màu đỏ này là thần minh khí. Tốc độ của nó cực nhanh, thoáng chốc đã khóa chặt kiếm Thanh Huyên, nhưng ngay sau đó, kiếm Thanh Huyên rung chuyển dữ dội, sau khi tiếng kiếm vang lên, những dây sắt đỏ đó đã bị kiếm Thanh Huyên cắt đứt. Thấy thế, Lâm Hầu sửng sốt, vội nói, chặn thanh kiếm đó lại. Dĩ nhiên y đã nhìn ra thứ đáng sợ nhất chính là thanh kiếm này, nếu Diệp Quân không có thanh kiếm này thì mặc dù có mạnh cũng không thể tạo thành uy hiếp chí mạng gì với họ. Diệp Quân cộng thêm thanh kiếm này, sức chiến đấu phát huy đó quả thật rất khủng khiếp. Sau khi Lâm Hầu nói thế, 10 cường giả cảnh giới chủ thần lập tức hợp lực để giải phóng lãnh vực chủ thần, trấn áp kiếm Thanh Huyên. Ở một bên khác, một nhóm cường giả cảnh giới chủ thần lao về phía Diệp Quân, dưới sự nỗ lực chung của họ, khu vực thời không xung quanh chỗ Diệp Quân bị phong ấn đến, không có cách nào trốn thoát. Nhìn các cường giả cảnh giới chủ thần lao về phía mình, Diệp Quân nhắm mắt lại. Ngay sau đó sức mạnh huyết mạch và kiếm ý toàn thân của hắn thiêu đốt. Hắn không rút lui mà tiến lên, ngưng tụ huyết mạch phong ma thành một thanh kiếm, sau đó giết đánh ra một nhát kiếm. Soạt! Tiếng kiếm sắc bén vang vọng khắp nơi. Diệp Quân biết mình không thể đánh lại nhiều cường giả cảnh giới chủ thần như vậy, cho nên hắn luôn nhắm đến một cường giả cảnh giới chủ thần, đánh chết một người là đủ, đánh chết hai người sẽ được lợi. Diệp Quân va chạm mạnh với một cường giả cảnh giới chủ thần, thoáng chốc thân xác của họ cùng nổ tung, vô số sức mạnh đáng sợ và kiếm khí màu đỏ máu liên tục lan ra xung quanh. Sau khi Diệp Quân dừng lại, chỉ còn lại linh hồn này trở nên rất hư ảo, cách đó không xa, cường giả cảnh giới chủ thần vừa va chạm với hắn cũng chỉ còn lại linh hồn của gã cũng đã trở thành hư ảo như trong suốt. Nhưng lúc này các cường giả cảnh giới chủ thần xung quanh đã lao về phía Diệp Quân. Ngay lúc này, một giọng nói bỗng vang lên, đánh hội đồng đến nghiện rồi à? Vừa dứt lời, một khí tức đáng sợ lan ra. Đột nhiên xuất hiện khí tức cường đại khiến tất cả cường giả cảnh giới chủ thần biến sắc, bọn họ cảnh giác nhìn Diệp Quân, bởi vì luồng khí tức khủng bố đó xuất hiện từ trên người Diệp Quân. Trong ánh mắt cảnh giác của tất cả cường giả cảnh giới chủ thần, một hư ảnh đột nhiên xuất hiện trên đầu Diệp Quân. Hư ảnh đó dần dần ngưng tụ lại. Là một người đàn ông trung niên, mà lúc nhìn thấy người đàn ông trung niên, tất cả cường giả cảnh giới chủ thần ở đây đều vô cùng kinh ngạc. Tông Tín. Thường vụ thần chủ Lâm Hầu đứng đầu gắt gao nhìn người đàn ông trung niên. Trong mắt tràn đầy sự kiêng dè. Mà sau khi có được sự xác nhận của Lâm Hầu, những tên cường giả cảnh giới chủ thần cũng bừng tỉnh lại, trong mắt bọn họ cũng lập tức hiện lên sự kiêng dè. Tông Tín là người như thế nào? Người ngoài chỉ biết ông ta là kẻ báng bổ đứng đầu trong bảng truy nã, nhưng lại không biết, Tông Tín cũng từng là người của Trung Chúng Thần Điện, hơn nữa còn là điện chủ của bộ phận cường đại nhất là Thần Võ Điện của Trung Chúng Thần Điện. Không chỉ như vậy, nghe nói năm đó ông ta còn được Thần Điện chủ tiền nhiệm chọn làm điện chủ đời tiếp theo. Nhưng sau đó không biết tại sao, Tông Tín phản bội lại Chúng Thần Điện, trở thành kẻ báng bổ, từ đó biến mất khỏi thế gian. Lâm Hầu không ngờ Tông Tín sẽ xuất hiện ở đây. Lâm Hầu nhìn Tông Tín, cười khẩy, ta còn đang hoài nghi sao Diệp Quân lại dám một thân một mình tới Trung Chúng Thần Điện, thì ra là có ông ở đằng sau chống lưng cho hắn. Lúc này chúng chủ thần cũng bừng tỉnh, thì ra người đứng ở sau lưng Diệp Quân là Tông Tín, từ góc độ nào đó mà nói,
Diệp Quân cũng là do Trung Chúng Thần Điện bồi dưỡng ra, chẳng trách thực lực lại yêu nghiệt như vậy. Tông Tín bật cười, không giải thích gì, ánh mắt ông ta dừng lại trên người Lâm Hầu, không ngờ rằng, kẻ như ngươi vậy mà cũng lăn lộn được lên chức thường vụ chủ thần, chậc chậc. Vẫn thối nát giống trước kia. Lâm Hầu nhìn Tông Tín, năm đó ông được gọi là đệ nhất cao thủ của Trung Chúng Thần Điện ta. Ta ngược lại muốn xem, ông có danh xứng với thực hay không? Muốn đấu với ta sao? Tông Tín cười lớn, khinh thường nói, ngươi hỏi thử Mộ Dung xem, ngươi xứng không? Mộ Dung. Thần Điện chủ Trung Chúng Thần Điện. Lâm Hầu mỉm cười, xứng hay không, chỉ khi đánh bại mới biết, không phải sao? Dứt lời, y bước về phía trước một bước, lòng bàn tay mở ra. Một quan ấn từ trong lòng bàn tay y phóng thẳng lên trời, giây sau, một luồng sức mạnh thần bí trực tiếp bao trùm lấy y và Tông Tín. Lãnh vực chủ thần. Dưới sự trợ giúp của quan ấn, thực lực của y lập tức gia tăng lên rất nhiều, khí tức cường đại chấn động đến mức khiến cho các cường giả cảnh giới chủ thần liên tục lùi mạnh về phía sau. Lâm Hầu nhìn Tông Tín, chết đi. Dứt lời, quan ấn đột nhiên mang theo sức mạnh khủng khiếp rơi thẳng xuống, muốn nghiền nát Tông Tín. Nhưng Tông Tín lại chỉ phất tay sao, một luồng sức mạnh giống như gió thu thổi lá rơi cuộn trào qua, chỉ trong giây lát, lãnh vực chủ thần của Lâm Hầu nháy mắt bị vỡ tan, mà quan ấn của y cũng tại giây phút này mà rạn nứt. Lâm Hầu liên tục lùi mạnh về phía sau hàng chục nghìn trượng. Thấy cảnh này, chúng chủ thần của mặt ở đây đều kinh hãi. Tông Tín nhìn sắc mặt trắng bệch như giấy của Lâm Hầu, trong mắt tràn đầy khinh thường, bây giờ đã biết bản thân ở hạng nào rồi chưa? Sắc mặt Lâm Hầu vô cùng khó coi. Tông Tín ngẩng đầu lên nhìn bầu trời sâu thẳm, Mộ Dung, còn không ra đây đi. Tông Tín. Lúc này, một âm thanh từ trên bầu trời truyền tới, người vẫn cứ nóng nảy như vậy. Dứt lời, một người đàn ông trung niên xuất hiện, người đàn ông ăn mặc sang trọng, phong thái ung dung. Mộ Dung. Thần Điện Chủ. Tất cả cường giả cảnh giới chủ thần vội vàng cung kính hành lễ. Mộ Dung nhìn Tông Tín, có phần cảm khái, năm đó từ biệt, bây giờ gặp lại, nhưng người đã không còn như xưa. Vừa nói, ông ta nhìn Diệp Quân đang khôi phục lại thân xác ở phía xa xa, đây là đệ tử của ngươi sao? Rất ưu tú, còn rất trẻ, Trung Chúng Thần Điện ta không ai có thể bằng hắn. Tông Tín cười nói, những năm gần đây, chức thần điện chủ này của ngươi có thể an lòng mà làm không? Mộ Dung khẽ cười nói, Tông Tín. Khi ta tiếp nhận Trung Chúng Thần Điện trong các chúng thần điện lớn khác chỉ có thể coi như đã sa sút, mà hiện giờ, Trung Chúng Thần Điện đã đứng đầu trong Thiên Hà Chúng Thần này, cho dù ở Thiên Hà Thần Minh, Trung Chúng Thần Điện ta cũng có thể xếp vào năm hạng đầu tiên, đây là điều mà sự phụ năm đó cả đời muốn làm nhưng lại không thể làm được. Tông Tín nhìn Mộ Dung, có phải ngươi đã quên ngươi làm sao có được chức thần điện chủ này rồi? Mộ Dung lắc đầu, từ xưa đến nay. Để thành công có thủ đoạn của ai là sạch sẽ. Tông Tín, ngươi thực sự khiến ta thất vọng, đến bây giờ, lối tư tưởng của ngươi vẫn còn thấp như vọng, vậy mà lại dùng cái mà thế tục gọi là đạo đức lễ phép tới để khiển trách ta, thật buồn cười. Tông Tín cười lên, ta cũng không ngờ rằng, Mộ Dung ngươi lại có thể tự lừa dối mình như vậy, năm đó Mộ Dung ngươi chẳng qua chỉ là một tên ăn mày, nếu không có sư phụ thu nhận. Ngươi đã sớm hóa thành bụi đất rồi, nhưng ngươi báo đáp sư phụ như thế nào? Ngươi tự tay giết chết người. Tất cả chủ thần có mặt ở đây nghe vậy đều im lặng không nói, giả bộ như không nghe thấy gì. Mộ Dung nhìn Tông Tín, Tông Tín, từ nhỏ luận văn ta không thua ngươi, luận võ ta cũng mạnh hơn ngươi, nhưng trong mắt ông ta, mãi mãi chỉ có ngươi, thậm chí cuối cùng còn muốn nâng đỡ ngươi lên làm chức vị điện chủ này. Ông ta à, thực sự quá thiên vị, vì vậy ta chỉ đành ra tay trước chiếm lợi thế, tiễn ông ta đi chết trước. Tông Tín nhìn chằm chằm Mộ Dung, người đã nuôi lớn ngươi. Mộ Dung gật đầu, ta chưa từng phủ nhận công ơn dưỡng dục của ông ta, trong lòng ta, ông ta vẫn giống như cha ta vậy, nhưng, điều đó không hề ảnh hưởng đến việc ta giết ông ta. Tông Tín nheo mắt lại, sát ý lóe lên, tay phải ông ta từ từ nắm chặt lại. Mộ Dung cười nói, Tông Tín, ngươi xem Trung Chúng Thần Điện bây giờ thực lực và địa vị đã vượt xa ban đầu, sự thực chứng minh. Ta thích hợp làm thần điện chủ hơn so với ngươi và ông ta. Đúng rồi, chẳng bao lâu, ta sẽ đi tới thần minh điện.
trở thành người đầu tiên trong Trung Chúng Thần Điện làm chủ Thần Minh Điện. Tông Tín bật cười, có lẽ ngươi không còn cơ hội nữa rồi. Mộ Dung nhìn Tông Tín, ngươi ở thời kỳ đỉnh phong còn không phải là đối thủ của ta, huống chi ngươi hiện giờ thành thế này. Vừa nói, ông ta nhìn Diệp Quân ở sau lưng Tông Tín, cười nói, nghĩ lại thì chỗ dựa của ngươi hẳn là tên kiếm tu này. Hắn và Tông Tín xuất ra cùng một môn phái, tất nhiên có thể nhìn ra những gì Diệp Quân học được không phải là do Tông Tín truyền thụ. Mộ Dung đánh giá Diệp Quân, cười nói, phải nói rằng, sự xuất hiện của thiếu niên kiếm tu này thực sự khiến ta có phần bất ngờ, vốn tưởng hắn chỉ là một kẻ báng bổ bình thường, nhưng lại không ngờ hắn lại xuất chúng như vậy. Nam Chúng Thần Điện cố ý thả hắn đi, chẳng qua là muốn để cho Trung Chúng Thần Điện ta gánh nhân quả của việc giết hắn. Nói đến đây, ông ta cười nói, Tông Tín, ta ngược lại có phần tò mò về lai lịch của hắn rồi. Tông Tín không để ý tới Mộ Dung, quay đầu nhìn Diệp Quân ở bên cạnh, cảm thấy thế nào rồi. Diệp Quân hít một hơi thật sâu, lúc này, thân xác hắn đã hồi phục, hắn nhìn một đám cường giả Trung Chúng Thần Điện ở phía xa xa, còn có thể chiến. Tông Tín cười nói, được. Vừa nói, ông ta mở lòng bàn tay ta, một luồng sáng vàng đột nhiên chìm vào trán Diệp Quân. Ầm. Trên người Diệp Quân đột nhiên xuất hiện một bộ giáp màu vàng nhạt, bộ giáp không biết do vảy gì chế tạo thành, toàn thân có màu vàng nhạt, sóng gợn lăn tăn, bóng loáng như gương. Diệp Quân có phần kinh ngạc. Tông Tín nói, đây là một bộ thần minh khí, tên là Giáp Huyền Quy. Được chế tạo từ mai của thánh thú rùa Huyền Kim, là sư phụ năm đó tặng cho ta. Diệp Quân vội nói, đa tạ tiền bối trao tặng. Cái gì trao tặng? Tông Tín trừng mắt nhìn Diệp Quân, con mẹ nó cái này ta cho ngươi mượn, không phải là tặng ngươi đâu. Sau khi kết thúc trận chiến, ngươi phải trả lại cho ta. Diệp Quân. Tông Tín thực sự đau chứng, ông ta có hơi sợ Diệp Quân rồi. Người này mặc dù là kiếm tu, nhưng lại khác với những kiếm tu mà ông ta từng gặp trước đó. Những kiếm tu trước đó, đa số đều rất chính trực ngay thẳng. Tông Tín nhìn Mộ Dung ở phía xa xa, huyền khí truyền âm, lát nữa đánh nhau, người đừng tử chiến, nghĩ cách chuồn đi. Diệp Quân cả kinh nói, vậy tiền bối thì sao? Tông Tín đáp, ta có cách có thể đi. Nhưng Diệp Quân lại lắc đầu. Nếu như không có Mộ Dung, hắn còn tin tưởng Tông Tín. Nhưng sau khi Mộ Dung xuất hiện, hắn biết, hai người bọn họ hôm nay đều không chạy thoát nổi. Tông Tín nhẹ giọng nói, ta sẽ nghĩ cách ngăn bọn chúng lại. Ngươi sống càng có ý nghĩa hơn ta. Diệp Quân nhìn Tông Tín cười nói, mục tiêu lúc trước của ta là lật đổ chúng thần điện, nhưng ta biết, cả đời này ta sẽ không làm được, mà ngươi, nhất định là có thể làm được, vậy nên. Nếu như ta chết rồi, ngươi có thể bảo đại bá ngươi giúp ta sống lại không? Diệp Quân suy nghĩ một lát rồi đáp, đại bá ta hình như không biết khiến người ta sống lại. Tông Tín có phần khiếp sợ, ông ta nhìn Diệp Quân chốc lát, ta thu lại những lời ta vừa nói, chúng ta nên cùng nhau chống đỡ đi. Diệp Quân. Tông Tín nhìn về Mộ Dung ở phía xa xa, cười lớn nói, Mộ Dung, tới tới, để ta xem thử những năm nay ngươi có tiến bộ không. Dứt lời, ông ta đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Chỉ thấy thế giới hư vô này trở lên hư ảo trong suốt. Thấy vậy, sắc mặt của cường giả Trung Chúng Thần Điện đều trở lên nghiêm túc, thực lực của Tông Tín thực sự đáng sợ, cường giả cảnh giới chủ thần bình thường đứng ở trước mặt ông ta, căn bản không phải là đối thủ. Mà lúc này, Mộ Dung lại đột nhiên bật cười, Tông Tín, đối thủ của hai người các ngươi không phải là ta. Tông Tín cau mày. Mộ Dung nhìn Diệp Quân, cười nói, Nam Chúng Thần Điện cố ý thả hắn đi. Muốn Trung Chúng Thần Điện ta đối kháng với thế lực sau lưng hắn. Mặc dù ta không sợ, nhưng ta cảm thấy hoàn toàn không cần phải như vậy, vì vậy. Ta đã báo lại với Thần Minh Điện về tình hình liên quan đến kẻ báng bổ Diệp Quân này, lúc này. Vừa nói, ông ta ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xa xăm, hai mắt khẽ nheo lại, đến rồi. Ầm. Ở cuối tầm mắt, chỗ sâu nhất của tinh hà vũ trụ, khoảng tinh hà đó đột nhiên sôi trào, ngay sau đó. Một người phụ nữ áo đỏ, đầu quấn khăn lụa trắng, tay cầm lưỡi hái từ từ đi ra. Khi nhìn thấy người phụ nữ này, Tông Tín lập tức biến sắc, kinh hãi nói, đệt. Tu nữ thần minh. Lúc này, tu nữ thần minh đột nhiên ngẩng đầu lại nhìn, ánh mắt cô ta xuyên thủng vô số tinh hà vũ trụ,
cuối cùng dừng lại trên người Diệp Quân. Diệp Quân vào giây phút này toàn thân dựng tóc gáy, giây sau. Bộ thần minh giáp mà hắn vừa mặc lập tức nổ tan tành, hóa thành cho bụi. Trong chớp mắt đã hủy diệt một bộ thần minh giáp. Diệp Quân bây giờ cũng chẳng biết phải làm sao. Đành chửi thề một tiếng má nó rồi hỏi. Tiền bối, giáp thần linh ông đưa ta là hàng giả hả? Chứ không thì vì sao vừa mặc vào đã nổ? Giả cái éo. Mặt Tông Tín trắng bệch như ma, giọng cũng không vững, mẹ nó chứ. Kia là tu nữ thần linh. Thôi tiêu rồi, tiêu thật rồi. Diệp Quân hỏi lại, tu nữ thần linh. Giọng Tông Tín mang theo vẻ nghiêm trọng và sợ hãi chưa từng có. Tinh hệ thần linh có 3 điện thờ, mỗi nơi có một tu nữ không thuộc quyền quản lý của thần linh điện mà chỉ nghe lệnh của thần. Có tin đồn rằng bọn họ được chính tay thần nuôi lớn, ai cũng vô cùng mạnh mẽ, chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là diệt trừ toàn bộ kẻ tiết độc trong vũ trụ. Do thần nuôi lớn. Sắc mặt Diệp Quân đanh lại theo, họ mạnh đến đâu? Đã vượt qua cảnh giới chủ thần, đạt đến thần linh. Tông Tín vừa nói vừa nhìn Mộ Dung với gương mặt xám ngoét, ta không ngờ tên đó lại tỉ mỉ báo cáo hết chuyện về ngươi cho thần linh điện, lại không ngờ tu nữ đao cong thần linh sẽ đích thân đến. Trong giọng nói đầy vẻ tuyệt vọng. Chỉ có rất ít người trong chúng thần điện biết được sự đáng sợ của các tu nữ thần linh. Bọn họ là những tín đồ trung thành của thần linh, do thần dạy dỗ nên cực kỳ mạnh, cường giả cảnh giới thần linh bình thường không so được. Ngay cả Tông Tín ở thời kỳ đỉnh cao cũng không phải đối thủ của họ, nói chi là tình cảnh bây giờ. Bây giờ đến trốn còn không dám. Thôi tự vẫn đi cho rồi. Diệp Quân nghe Tông Tín nói thế thì cau mày. Hắn biết mình cũng đánh không lại tu nữ kia, xem ra chỉ có thể dùng hạ sách. Bên kia, tu nữ cầm đao cong chỉ nhấc chân đi một bước mà đã xé rách vô vàn tinh hà, xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Trừ Mộ Dung ra, những chủ thần khác đều lập tức hành lễ với vẻ sợ hãi. Họ cũng chỉ mới được nghe qua về cường giả bực này chứ chưa tận mắt nhìn thấy bao giờ. Ánh mắt tu nữ kia nhìn Diệp Quân khiến hắn cảm thấy cả người bứt rứt như bị dao đâm xuyên thấu. Cảm giác cô ta mang lại chỉ có 2 chữ nguy hiểm mà thôi. Nhưng tu nữ cũng không ra tay mà chỉ nhìn hắn với vẻ nghi hoặc trong mắt. Bỗng Tông Tín trở về cơ thể, mà hắn thì hóa thành một tia kiếm quang biến mất. Dùng đến cả kiếm Thanh Huyền. Chỉ để trốn. Hắn không đánh lại, chỉ có thể tìm cứu viện ở thành Nam Chúng Thần. Cứu viện đương nhiên là Tang Mi. Nào ngờ hắn vừa bước vào thông đạo thời gian thì nó đã hóa thành cho bụi, mà hắn thì dậm chân tại chỗ. Diệp Quân hóa đá. Những cường giả chủ thần kia cũng ngơ ra. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Mộ Dung thì kinh ngạc ra mặt. Ông ta là điện chủ chúng thần điện nhưng cũng không quen biết gì mấy vị tu nữ này, cũng không ngờ lại có một người trong số họ đến đây, đúng là gãi đúng chỗ ngứa mà. Các tu nữ này chắc chắn mạnh hơn điện chủ thần minh điện, phái họ đến đây không khác gì giết gà bằng dao mổ trâu. Diệp Quân bên kia xanh mặt khi biết rằng mình trốn không thoát. Đối phương mạnh hơn hắn tưởng rất nhiều, hắn tuyệt đối không phải đối thủ. Cũng không ngờ bên kia chơi ác tới nỗi phái cường giả loại này ra. Bà mẹ cha nó. Chỉ thấy tu nữ kia xoay đao cong trong tay khiến nó phát ra ánh đỏ. Gần như cùng lúc, Diệp Quân lại hóa thành kiếm quang biến mất, xuất hiện lại ở phía trên tu nữ để bổ kiếm xuống. Đánh phủ đầu. Hắn không dám xem thường tu nữ này, sử dụng 3 loại huyết mạch cùng 2 loại kiếm ý và cả áp chế thời gian. Không giữ lại một chút gì cho đường kiếm mạnh nhất. Các cường giả khác đều kiêng kỵ ra mặt, không ngờ tên này mạnh đến vậy, nếu một chọi một thì họ cũng không chịu nổi chiêu này. Nhưng tu nữ kia chỉ nhẹ nhàng nâng đao cong lên đỡ. Duỳnh. Kiếm quang và huyết quang bùng nổ, Diệp Quân bị búng ra xa, thân xác vỡ dần theo khoảng cách. Thời gian áp chế gì đó đều bị tu nữ phá hủy. Các cường giả kia kinh hãi tột độ. Đây là sức mạnh thật sự của cô ta đấy sao? Tu nữ không tiếp tục ra tay mà nhìn xuống tay, thấy trên thân đao cong có một lỗ thủng do kiếm Thanh Huyền chém chúng mà rơi vào im lặng. Bên kia, thân xác Diệp Quân đã vỡ tan, máu tuôn như suối, đầu váng mắt hoa như sắp hôn mê. Chỉ một kích thôi mà đã trọng thương. Hắn đành phải hít thở sâu để ổn định tinh thần,
giữ cho bản thân tỉnh táo, nhìn tu nữ với vẻ mặt nghiêm trọng. Chỉ thấy cô ta lại bước tới. Diệp Quân nheo mắt, sau đó nghe có tiếng cười vọng đến, Diệp huynh. Ta đến đây. Một ngôi sao băng vụt qua bầu trời, rơi xuống cạnh Diệp Quân. Ánh sáng tản đi, đứng đó chính là Cổ Bàn. Các cường giả khác thấy gã thì nhíu mày, tự hỏi lại thêm một thằng ngu nào ở đâu ra đây. Diệp Quân cũng ngạc nhiên, sao huynh lại đến đây? Cổ Bàn cười to, ta biết huynh sẽ gặp chuyện nên nghĩ xem có nên đến không ấy mà. Huynh bị hội đồng à? Đúng là lũ chó không biết liêm sỉ. Đừng lo, ta và huynh bắt tay là vô địch. Thấy gã chuẩn bị sắn tay áo lao vào ăn thua với thu nữ, Diệp Quân phải vội kéo lại, huynh đệ nghe ta đã. Cô ta mạnh lắm, chúng ta tìm đường chạy thôi. Chạy. Cổ Bàn lại cười, Diệp huynh à, đời này ta không biết sợ là gì cả. Huynh cứ chờ xem ta thu thập cô ả thế nào. Diệp Quân còn muốn mở miệng thì Cổ Bàn đã phóng lên cao, siết nắm tay lao xuống, thương tinh liệt cổ. Duyên. Hàng vạn ánh sao trời ầm ầm tuôn ra từ tay, cả người gã cũng sáng bừng lên, hai mắt như biển sao tràn ra, không khác gì chúa tể trong thiên địa. Thế giới cũng sôi trào cùng gã. Các cường giả khác đều ngạc nhiên vô cùng, không ngờ tên này cũng có bản lĩnh phết. Cổ Bàn cười ha hả, Diệp huynh, xem ta báo thù cho huynh này. Gã hóa thành một chùm ngôi sao lao về phía tu nữ, sức mạnh dữ dội đến nỗi thời không cũng sụp đổ. Nhưng cô ta chỉ nhẹ nhàng nhấc đao cong lên. Rầm. Hàng loạt ngôi sao kia lập tức tắt ngúm, Cổ Bàn bay ra như một viên sỏi, té huỵch xuống cạnh Diệp Quân khiến hắn cũng bị bắn đi vạn trượng. Thân xác Diệp Quân vốn vẫn còn chắp vá được, nhờ ơn Cổ Bàn mà bây giờ hoàn toàn nát bấy, chỉ còn lại linh hồn. Diệp Quân. Cổ Bàn cũng chẳng khá hơn, vừa tiếp đất thì thân xác tiêu tan. Gã ngu người. Không nghĩ được gì. Thế mà suýt nữa bay màu rồi. Gã trợn mắt nhìn, chỉ thấy tu nữ kia vẫn bình chân như vậy. Cổ Bàn run rẩy cất giọng, Diệp huynh, ban nãy huynh có bị hội đồng không vậy? Linh hồn Diệp Quân trợn trắng mắt, ta đã nói cô ta mạnh lắm rồi, mắc gì huynh không tin. Cổ Bàn, ta đâu biết kẻ thù của huynh tự nhiên biến thái dữ vậy. Huynh đúng là có vấn đề mà. Diệp Quân. Thấy tu nữ cầm đao cong đi đến, Cổ Bàn lên giọng, cô xem như ta chưa từng xuất hiện được không? Diệp Quân. Ánh mắt của cô gái vẫn gắn chặt lên người Diệp Quân, bước đi khoan thai như đang tản bộ, đao cong đong đưa trong tay. Nhưng Diệp Quân và Cổ Bàn đều cảm nhận được cái chết đang đến. Tông Tín kêu lên, đại ca ơi, ngươi còn một tia kiếm khí do cô để lại mà đúng không? Dùng đi. Diệp Quân nín thinh. Tông Tín la làng, ngươi làm ơn đừng liều mạng, chúng ta không đối phó lại cô ta đâu. Cô ta do thần linh dạy dỗ, sức mạnh đứng đầu tinh hệ. Chúng ta có lên thêm một cảnh giới nữa cũng không đánh lại. Diệp Quân vẫn không phản ứng. Tông Tín. Cổ Bàn vội kéo Diệp Quân, huynh đệ à, trong lòng huynh có vấn vương gì thì đưa kiếm khí đó cho ta dùng. Cô huynh cũng là cô của ta không ngại. Chỉ nhìn qua thôi là biết đánh không lại tu nữ rồi. Một phần cơ hội cũng không có. Bỗng tu nữ kia biến mất. Vãi. Cổ Bàn tái mặt, chưa kịp ra tay thì đã bị khí thế hùng hậu áp chế cứng ngắc. Gã tràn đầy tuyệt vọng. Kết thúc rồi. Mộ Dung buông một câu rồi xoay người rời đi. Bỗng Diệp Quân rút một cái ấn ra, la lên, ta là đặc sứ của thần linh, phụng mệnh thần xuống dò xét nhân gian. Đao cong dừng lại cách đầu Cổ Bàn chỉ còn nửa tấc. Gã trợn to mắt, cả người nổi da gà. Sao tự dưng cô ta lại chém mình thay vì Diệp huynh? Mộ Dung nhíu mày, quay lại theo dõi. Ánh mắt tu nữ chuyển sang cái ấn trong tay Diệp Quân. Chân mày nhíu lại. Nó là giả. Bỗng Lâm Hầu gào lên, hắn là kẻ tiết độc, không thể là đặc sứ thần linh. Tu nữ không để ý đến ông ta mà vẫn nhìn ấn thần linh. Mộ Dung cười lên, thật hay giả thì thử là biết ngay. Thấy tu nữ ngoái lại nhìn, ông ta thả ra một chiếc kính màu vàng bay tới phía trên Diệp Quân. Thần linh kính. Nó tỏa ra luồng sáng chiếu vào cái ấn. Giác. Cái ấn lập tức nát bấy. Từ đó bay ra một tia khí tức. Nụ cười trên mặt Mộ Dung biến mất,
đôi mày nhíu chặt, mặt đầy vẻ hoài nghi. Cô gái kia nhìn thấy khí tức thì mở to mắt, sau đó lấy một quả ngọc bội màu tím từ trong cổ áo, phía trên có một chữ liên. Không biết cảm nhận được gì mà ngọc bội khẽ run, tu nữ thấy vậy thì mừng rỡ ra mặt, cẩn thận cất nó vào rồi quỳ xuống dưới sự ngạc nhiên tột độ của người khác. Trán cô ta kề vào mũi giày Diệp Quân, thành kính hô lên, chủ nhân. Bốn bề an tĩnh như một nấm mồ. Đặc sứ thần minh. Xung quanh, các cường giả chúng thần điện đều đứng đơ ra như tượng. Kiếm tu này là đặc sứ thần minh. Sao có thể? Ai nấy cũng đều cảm thấy bối rối. Lâm Hầu nhìn chằm chằm Diệp Quân, trong đôi mắt không hề che giấu sự khó tin, không. Không. Duy nhất chỉ có Mộ Dung là tương đối bình tĩnh, ông ta nhìn chòng chọc vào Diệp Quân ở nơi xa, tất nhiên trong lòng ông ta cũng đang cực kỳ khiếp sợ. Đặc sứ thần minh. Phản ứng đầu tiên của ông ta chính là không thể, bởi vì thân là thần điện chủ, ông ta biết thần minh đã biến mất rất rất nhiều năm rồi, sao Diệp Quân này có thể là đặc sứ thần minh được? Thế nhưng luồng hơi thở khi nãy. Chẳng lẽ là giả? Càng nghĩ ông ta càng cảm thấy có thể. Bởi vì nếu thần minh tái hiện, người ở phía trên không thể không biết, cũng không thể không thông báo cho ông ta biết. Ánh mắt Mộ Dung dần trở nên lạnh lẽo. Mà Diệp Quân ở phía xa cũng thấy khiếp sợ không kém gì so với đám cường giả chúng thần điện. Lấy ấn thần minh ra là hành động bất đắc dĩ bị dồn vào đường cùng của hắn, vốn dĩ hắn cũng chỉ định xem thử có thể lừa người để qua được ải này hay không, nhưng đâu có ngờ rằng tu nữ thần minh này bỗng dưng lại quỳ xuống. Là thật. Sao mà là thật được? Tang Mi cũng từng nói ấn thần minh này không chịu kiểm tra. Cổ Bàn ở bên cạnh nhìn tu nữ thần minh đang quỳ trước mặt Diệp Quân thì cũng bối rối, tự dưng đánh một trận lại biến thành cùng phe hết. Là giả thôi. Đúng lúc này, Mộ Dung đột nhiên bước lên. Diệp Quân liếc mắt nhìn ông ta, sau đó cúi đầu nhìn tu nữ cầm đao cong đang quỳ trước mặt mình, đứng lên đi. Tu nữ cầm đao cong chậm rãi đứng dậy, Diệp Quân nhìn về phía Mộ Dung ở cách đó không xa, ông ta bảo ta giả danh, ngươi nghĩ sao? Tu nữ cầm đao cong xoay người sang nhìn Mộ Dung, cánh tay hơi động, một khí thế đáng sợ lập tức bao phủ lấy Mộ Dung, nhưng Mộ Dung không sợ hãi, ông ta nhìn tu nữ cầm đao cong, với thực lực của các hạ tất nhiên có thể nhìn ra được hắn là một kẻ tiết độc, nếu đã là kẻ tiết độc thì sao có thể là tay sai của thần minh? Hơn nữa tên này còn là một người thành lập trật tự, đồng thời trật tự của hắn cũng đã có thành tựu, người như thế sao có thể là thần minh sứ? Tu nữ cầm đao cong hơi nhíu mày. Thấy tu nữ cầm đao cong chần chừ, Mộ Dung biết cô ta đã bắt đầu nghi ngờ, lại nói tiếp, các hạ, người này từng thề sẽ lật đổ chúng thần điện ta, cho tới bây giờ hắn đã giết mười mấy người của chúng thần điện, trong này còn bao gồm hai vị chủ thần có chức quan, hành vi này không chỉ đang khinh thường thần minh. Mà còn là đang gây hấn với toàn bộ chúng thần điện. Mà bây giờ không biết hắn dùng cách gì để lừa gạt kính thần minh, ngụy trang thành đặc sứ, tâm tư tàn ác. Tu nữ cầm đao cong chậm rãi xoay người nhìn Diệp Quân cũng nhìn cô ta, hắn không nói gì, hắn biết quyền quyết định không nằm trong tay mình. Phải xem tu nữ cầm đao cong này tin hắn hay tin Mộ Dung. Lúc này, tu nữ cầm đao cong đột nhiên xòe tay trái ra. Diệp Quân biết ý của cô ta nên đưa ấn thần minh sang. Tu nữ cầm đao cong nhìn ấn thần minh trong tay, một lát sau, cô ta nói, hơi thở của chủ. Hơi thở của chủ. Rõ ràng cô ta chọn tin Diệp Quân. Nghe thế, sắc mặt của Mộ Dung ở phía xa lập tức sầm xuống, lúc này đây, ông ta đang đối mặt với lựa chọn khó khăn, một là thần phục Diệp Quân, hai là thần phục. Tất nhiên ông ta không muốn. Với cửu hận giữa Diệp Quân và chung chúng thần điện, Diệp Quân há có thể buông tha cho bọn họ. Hôm nay thả hắn đi, tức là thả hổ về rừng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 165.